Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh mã một số mã hàng mà em hàng vừa về xong nhá. Đấy, đặc biệt là cái mã thắt lưng da bò Mỹ này, hàng vừa về xong nhá. Em phải quay luôn bác. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã luôn nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về này. Đấy, dòng thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Made in USA, cực kỳ chất lượng luôn. Đó thì đợt này bên em về hai màu nhá, hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy, mặt thì cực kỳ đẹp rồi. Riêng cái dòng mặt này thì các bác không cần phải chê về chất lượng rồi. Rồi là đến chất da nhá. Da này thì bên em bảo hành cho bác 2 năm, lỗi một đổi một luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Cam kết với các bác là 100% là hàng da bò thật quá nhá. Đấy, 100% là hàng da bò thật. Đó thì các bác có nhu cầu về cái mã hàng này thì cứ liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp ở trên màn hình. Hai số trên màn hình thì em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái mã thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, mã thắt lưng da bò Mỹ nha, hàng made in USA này. Đấy, cam kết bác là da bò thật 100%. Đấy, mặt cũng rất đẹp luôn đây, mặt này thì quá ok rồi. Đấy, mặt thì cực kỳ sang trọng và lịch sự nhá. Đây phần mặt này, đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, mặt rất dày nhá. Đó, rất dày luôn, dày cộm luôn. Cái sản phẩm này thì bên em nhập cái lô này là nó là dạng con lăn nhá. Đấy, dạng con lăn. Bình thường là các bác hay mua những cái dòng thắt lưng lẫy cài ấy, nhưng mà lẫy cài nó rất là bất tiện. Đấy, và đặc biệt ví dụ như các bác bụng to là không thể xài được nhá. Đấy, vì cái lẫy cài là nó chỉ đến cái mức độ đến nó đến cái đoạn đấy của nó thôi thì nó mới cài được. Ví dụ như các bác nào bụng to quá thì cũng không thể cài được, hoặc là bác nào bụng bụng nhỏ quá cũng không thể cài được, nó rất là kén bụng. Đấy thì các bác mua cho em cái thắt lưng những cái mã mà nó có con lăn nhỉ, nghĩa là nó thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác có thể là đeo được hết luôn. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết luôn, không lo bụng to bụng nhỏ nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là xài hết luôn. Đây, đấy, mặt rất đẹp luôn, sáng bóng đẹp tuyệt vời. Đó, rất ok, thắt lưng da bò thật 100% nhá. Đấy, hàng cam kết là da bò thật 100%, bảo hành cho bác da về 2 năm luôn các bạn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Bữa trước cực kỳ nhiều bác hỏi luôn thì đang bán hết à. Hôm nay thì hàng về thì bác nào tranh thủ bữa trước chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt nhanh giúp em nhá. Tại vì số lượng cũng không có nhiều đâu. Đấy thì lên mã giúp em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ hàng made in USA. Giá của nó thì bán đồng giá luôn là 180.000. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy thì các bác cứ lấy màu nào thì báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác màu đấy, màu nâu và màu đen, bán đồng giá luôn là 180.000. Lấy màu nào thì cũng bằng tiền nhau hết các bác nhá. Đây, cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, quá đẹp luôn. Đây là phần mặt. Đấy, dạng thiết kế dạng con lăn nhá, thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết cho em luôn. Đó. Có in dòng chữ Made in USA đây. Đấy, Made in USA, cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Chất da nói chung là quá tuyệt vời. Đấy, chất da quá tuyệt vời. Đây, hai màu có nhìn cùng nhìn kỹ là hai màu, màu nâu và màu đen này. Đồng giá là 180.000 một sợi nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Rồi, ngoài ra thì có cả ví da luôn. Đấy, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi mã ví da này. Đấy đi đây, mai tiếp tục hàng về. Cũng về hai màu cho bác luôn nhá. Hai màu là màu nâu và màu đen. Đây, màu đen này. Đây màu đen đây ạ. Đây màu đen đây nhá. Về hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy. Hàng cũng cam kết bác là hàng 100% luôn. Đấy, hàng 100%. Đấy, chất liệu sản phẩm da bò, da cá sấu, da đà điểu này bảo hành 2 năm luôn này. Đấy, có giấy chứng nhận các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Rất xịn. Đấy nên là cái hàng này bên em bán rất là tự tin vì hàng nó chất lượng mà da nó chuẩn các bạn, da nó chuẩn. Đấy. Riêng dòng này cái con ví này em xài con ví này là từ bắt đầu em bán hàng đấy cũng khoảng tầm hơn 3 năm rồi, còn nguyên luôn, không có một vết xước hay nhèo cả. Đấy, vòng này là dòng ví da bò khâu tay 100% nhá, có nhìn này. Đấy, đường viền khâu tay 100% luôn, nên là các bác yên tâm, rất đảm bảo nhá, dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Made in USA, rất nhiều ngăn. Đấy, ngăn to ngăn nhỏ này, ngăn trong ngăn ngoài, ngăn trong này thì bên trong thì 3 ngăn luôn, các bác thoải mái đựng tiền. Có cả một ngăn khóa các bác nhá, để các bác để những cái đồng tiền to vào trong này, còn những cái bên ngoài đồng ngoài thì các bác để những cái đồng tiền lẻ, đôi khi mà các bác lấy ra giả tiền các thứ là nó đỡ bị nhầm. Đó, rồi ở đây thì có những cái ngăn nhỏ này để các bác đựng thẻ ngân hàng này, rồi là giấy tờ tùy thân, đấy, căn cước, rồi là giấy tờ xe thứ gì đó. Đấy, các bác cho hết trong ngoài cho em.
đó, rất ok. Đây là màu đen nhá, còn đây là màu nâu này. Đây bác cho bác con màu nâu, màu nào cũng đẹp hết các bạn, màu nào cũng đẹp hết, quan trọng là các bác cứ thích màu nào thì cứ báo cho em thôi. Đấy, đây là con màu nâu, còn đây là con màu đen nhá. Đấy, hai màu đây đó, nói chung là quá chất lượng luôn này, có nhìn này. Đấy, vết đường kim mũ chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận luôn nhá, toàn bộ là hàng made in USA. Con này nó cùng thương hiệu với lại cái thắt lưng kia đó, thì em báo giá luôn thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là ví da bò khâu tay nhá, ví da bò khâu tay. Giá của sản phẩm này thì sẽ là 140.000 một cái nhá, 140.000 một cái, cũng hai màu là màu nâu và màu đen nhá. Ví da bò khâu tay. Đấy, 140k một chiếc, bán đồng giá luôn, nâu đen nhá, nâu đen là đồng giá, hai màu như nhau thì các bác lấy màu nào có báo cho em nhá. 140.000 một chiếc ví da bò khâu tay này, 140k thôi, hàng made in USA. Nói chung là cái giá này thì các bác yên tâm, giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, không có đâu giá rẻ mà nó sản phẩm chất lượng này. Cái này thì em bán quá nhiều rồi. Sản phẩm này thì các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, siêu bền luôn. Đấy, riêng dòng da thắt lưng da bò này, rồi là ví da này, thì bên em sẽ bảo hành da cho bác 2 năm. Nếu mà có vấn đề bong chóc các bác cứ liên hệ bên em, đổi trả bảo hành cho bác cái mới luôn. Đấy, cam kết bác da cực kỳ chuẩn nhau nhá, da thật 100% luôn nhá, rất ok. Đấy, bán cái dòng ví da và thắt lưng này rất là tự tin, nhưng quan trọng là chỉ có cái là hàng nó không đều đúng không ạ, hàng nó rất là chập tròn. Đấy, nên là các bác tranh thủ nhá, bữa nào bữa trước mà bác nào chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn đây. Đấy, ví da đây, thắt lưng đây, 180.000 một sợi, màu nâu màu đen. Ví đây không nhá, 140.000 một cái, ví da bò khâu tay, toàn bộ là da thật 100%. Tiếp theo thì em lên nhanh bác một số mã hàng về đồ gia dụng này. Đấy, lên luôn cho bác, đó là cái đèn tròn tích điện nhá, em báo giá luôn. Cái này thì giá rất là bình dân, hạt rẻ thôi, 90.000 một quả nhá. Đấy, đèn tròn tích điện, đèn tròn tích điện nhá, 90k, giá rất bình dân. Cái này thì ví dụ các bác đi cắm trại, đi rừng này, đi núi này. Đấy, không cần dây dợ, không cần điện 220. Con này nó là cái đèn tròn, nó có tích điện nhá. Đấy, giá 90.000, các bác mua về thắp sáng nữa rất ok. Đấy, trong trường hợp mất điện mất đóm là mình lấy ra thắp sáng buổi tối rất ok luôn. Đấy, rồi là có cả điều khiển từ xa luôn, rất là ngon lành. Đây, sản phẩm thì hàng mới như nộp nha. Đấy, à đây rất cẩn thận, nó có cả điều khiển từ xa này. Đấy, điều khiển từ xa này, điều chỉnh các bác bấm từ xa nhá. Một cái cọng dây cáp sạc này, sử dụng cái nguồn sạc là nguồn sạc 5V ạ. Và đây là quả bóng này. Đấy, quả bóng này, pin điều khiển này, rất đầy đủ cẩn thận luôn. Sản phẩm này thì đây, nó có pin sẵn bên trong nhá, tích điện này. Đấy, và các bác dùng thì không cần phải dây dợ gì. Đấy, chỉ việc bấm cái là sáng này. Các chế độ sáng nhá, rất ok luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo như kiểu công an này, xanh đỏ này, rất ok. Đây là cái nút bấm nhá. Đấy, công suất nó sẽ là 120W này. Con này thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng điện lưới nhá. Đấy, tức là về các bác cắm cái đầu nhỏ vào đây, cắm vào cái đầu nguồn 5V này. Đấy, nó có cái chữ 5V USB này, các bác cắm vào đây. Sau đó là cái chân còn lại, đó là cái chân USB. Về ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này. Đấy, thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện lưới và các bác sạc cho em. Đấy, thì khi mà sạc đầy các bác lại lấy ra các bác dùng. Hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, các bác có thể mang ra phơi nắng, hoặc là ví dụ trong những cái điều kiện mà không có điện lưới thì mình có thể mang ra phơi nắng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời, nó sẽ sạc tích điện cho cái đèn này các bác nhá. Đó. Em nói luôn là sạc điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà các bác sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về thắc mắc bảo là sạc lâu nó không vào hay các thứ rồi. Đấy, thì nếu mà các bác có điện lưới thì cứ tốt nhất là nên sạc bằng điện lưới, vào nó nhanh, vào nó nhanh. Thì đây, bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là cái củ sạc như này nhá. Nếu mà các bác nào chưa có cái cục sạc mà có cái chân USB để các bác sạc cho những cái thiết bị 5V ấy, thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này. Đó là cái cục sạc Samsung 2A nhá. Công suất của nó sẽ là 2A, 5V 2A nhá. Đấy, thì hàng của Samsung, em báo giá luôn. Một cái cục sạc Samsung này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k thôi. Đấy, chỉ có 30.000, giá rất bình dân. Đấy, các bác mua về có thể là sạc được rất nhiều thứ, sạc điện thoại này, rồi là sạc những cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn USB cổng 5V này. Đấy, các bác có thể cắm. Ngoài ra thì đây, con đèn này nó cũng có thể dùng cái cục sạc này, các bác sạc được luôn này. Thì một cái cục sạc Samsung như này, mình em đang gửi bác là 30k nhá. Quay trở lại với cái đèn thì đây, bấm ở đây thì nó sẽ đây là cái chân sạc đấy, rồi em đã giới thiệu rồi. Còn đây, bấm ở đây thì nó sẽ sáng này. Đấy là cái nút ở trên thân. Ngoài ra thì về các bác có thể dùng điều khiển này. Đấy, thì về các bác lắp pin vào, sau đó là các bác điều khiển. Đây em sẽ lắp pin cho bác con này. Đấy, con này rất là tiện nha, nó có điều khiển rất là tiện. Đôi khi các bác treo lên ấy, mình lúc mình cần cái là mình bấm luôn, rất ok.
rất là xịn sò luôn, có cả điều khiển này các bác yên tâm là rất là chất lượng rồi, công ty sản xuất rất ok luôn. Đây on này, on này, off này, on này, off này, đấy rồi ở đây thì nó sẽ có cả nút này, hẹn giờ này. Cái, nếu mà dùng điều khiển này thì nó sẽ được nhiều chức năng hơn, 3 tiếng này, 5 tiếng, 8 tiếng này, chế độ tăng tăng giảm độ sáng này, auto này, các thứ này. Đó thì đây là cái điều khiển đi kèm nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ sản phẩm như này thì với mức giá là 90.000 thì các bác thấy là giá nó quá hợp lý luôn. Đó thì bao gồm là một quả bóng này, một cái điều khiển từ xa này, một cộng dây cáp sạc này, là một bộ này là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn tròn tích điện nhá, rất tiện dụng luôn, có cả phần móc đeo. Đấy, mất điện mất đóm cái mình đeo lên sáng sủa nhà cửa, ăn cơm ăn nước thứ là rất ok. Đó đợt này bắt đầu đang vào mùa hè rồi, mất điện rất là nhiều, để các bác mua về tham khảo sản phẩm này nhá. Ngoài ra thì có bán kèm cho bác là một cái cục sạc Samsung, nếu các bác muốn mua thêm để các bác về sạc cho cái đèn kia thì đang bán là một cái cục sạc Samsung này là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Còn đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa đang gửi bác là 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất là 120W, rất là sáng luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình trong những trường hợp mất điện mất đó là cần thiết mình xài rất ok, 90.000 một quả. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái thùng giấy ăn này, lên mã em sẽ cái thùng giấy ăn, giá thì nó quá là bình dân luôn, giá siêu bình dân luôn. Đó, một thùng giấy ăn này thì một thùng là 20 gói nhá, một thùng 20 gói, giá của nó thì siêu tốt luôn, bao giá thị trường nhá, bao giá thị trường 150.000 một thùng. Đấy, 20 gói giấy ăn về các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy, nhà bác nào dùng ít thì chắc là phải cả năm. Đấy, đây em sẽ bóc cho bác một thùng này. Đấy, một thùng nguyên chi này là 20 gói giấy ăn, nhiều lắm các ạ, mà giấy thì cực kỳ dai, dùng rất thích luôn. Đấy, các bác về nhà thi thoảng có cỗ bàn các bác lấy ra dùng, rồi ở gia đình nhà mình lấy ra. Đấy, ăn uống xong mình có cái mình lau mồm lau miệng và thứ rất sạch sẽ ok luôn. Đấy, nó sẽ đóng theo từng gói này, thì một thùng này là 20 gói nhỏ nhỉ các bác nhá, 20 gói nhỏ nhỉ. Một gói này là 460 lần rút luôn nhá. Đấy, một gói này rất là nhiều luôn, 460 lần rút với hết được một gói là siêu nhiều luôn. Thì cái này đây, về các bác chỉ việc ở đây nó có một cái tờ này các bác tước vào cho em. Đấy, tước ra. Đó, sau đó là các bác chỉ việc là các bác lần cho em cái tờ, sau đó các bác xé này. Đấy, các bác xé nhá. Đấy, xé vào tờ đầu thì bao giờ nó bị rách. Đấy, bắt đầu đến tờ thứ hai bắt đầu nó mới ngon này. Đấy, cứ thế là các bác rút ra thôi. Đấy, các bác cứ để trên bàn này thôi, để cả túi lên trên bàn nha. Đấy, mình cứ dùng đâu là mình lấy ra mình xài ra đấy, rất ok. Giấy thì bao dùng bao xài bác luôn, giấy rất dài, cực kỳ dày nhá, giấy dày lắm, giấy của nó là lên đến 4 lớp này, đây này, mà một lớp này, giấy hàng này là hàng giấy 4 lớp mà dày lắm, nói chung là giấy dày dai và dùng thích, đây này, đấy, 1, 2, 3 này, 4 lớp luôn này, quá xịn luôn luôn nhá, đấy 4 lớp vào, giấy cực kỳ dai, giấy dài dùng thích lắm mà. Bình thường là các bác hay xài mua những cái ở quán xá rồi cái giấy nó rất là mủn các bác xài ấy, vì nó hàng hàng rẻ tiền và hàng cái dạng hàng hàng đều hàng gia công mà, nên là các bác lau thứ nhất là nó bị mùn đấy và nó rất là dễ rách, nhưng mà con này dùng rất ok, giấy bao dai bác luôn, bao dai bao dùng luôn nhá, mà các bác lau nó không bị mùn, lau nó không bị mùn, dùng thích cực kỳ luôn. Đó thì một cái hộp một cái túi này là một được một lần là 460 lần rút này. Đấy thì một thùng là 20 gói nhỏ nhá, một thùng là 20 gói nhỏ. Thì bên em đang bán là một thùng là 150.000. Đấy, tính ra nó giá rất là bình dân. Đấy, các bác ra một cửa hàng cửa hiệu là một gói này biết người ta cũng phải lấy bác khoảng tầm 10-15.000 một gói. Đấy, bên em bán cho bác là cả thùng nó chỉ có là đi 150.000 thôi, 20 gói giấy ăn nhá, một thùng và 20 gói là 150.000. Còn nếu các bác nhu cầu mua ít, dùng ít, muốn mua ít về dùng thôi thì sẽ có bán theo gói nhá. Thì các bác cứ lên mã như em sẽ là cái gói giấy ăn 460 tờ. Thì một gói này bên em sẽ gửi bác giá sẽ là 10.000 thôi, 10.000 một gói nha. 10.000 là một gói lẻ nhá. Đó, còn nếu mà các bác có nhu cầu mua cả thùng, mua nhiều thì một thùng là 20 gói là chỉ 150.000 thôi. Đấy, mua cả thùng 20 gói là được rẻ thêm được 50.000 nữa luôn. Đấy mà dùng được lâu dài, nói chung là mua một lần dùng cả năm luôn, mình là nào mình về mình dùng. Thi thoảng nhà cỗ bàn này. Đấy rồi là nhà nhiều khi có người ra người vào khách khứa nhiều, đấy các bác lấy ra nó rất là sang trọng. Đấy mình để cái túi này lên bàn ăn nhìn cũng rất là đẹp này. Đấy khách khứa ra ăn đâu mà người ta rút ra đấy, rất là lịch sự ok luôn. Đó, một thùng là 20 gói nhá, 150.000 một thùng giấy ăn 20 gói, một gói này là được 460 lần rút nhá. Ngoài ra thì sẽ có bán lẻ một gói này là 10.000, nếu mà các bác có nhu cầu dùng ít thì mua một gói giấy ăn như này là 10.000 cũng nhá. Rồi em sẽ qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã chảo Hàn Quốc này. Lên mã cho em sẽ là cái mã chảo Hàn Quốc nhá, đường kính 32cm. Con này thì từ nọ là bán rất nhiều rồi, mà giá nó bình dân thôi, giá nó chỉ có
140.000 có nhá, 140.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo chảo Hàn Quốc này. Chảo Hàn Quốc 32 cm nhá, đường kính 32 cm, hàng của Hàn Quốc này. Giá sẽ là 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, 140.000 một chiếc thôi. Giá siêu hạt rẻ bình dân. Đây. Em mở cái bác coi một chiếc chảo này. Rất đẹp luôn, chảo đẹp lắm. Chảo đẹp chất lượng. Sản phẩm thì sẽ nguyên mới nguyên nhà, mới nguyên luôn nhá. Sẽ gồm có là một chiếc môi bằng gỗ này. Đấy, cái này thì nhà xuất rất là chu đáo, là sẽ có gửi kèm cho bác một chiếc môi gỗ. Bình thường là những cái chiếc chảo rung dính ấy là các bác cứ hay dùng những cái đồ bằng kim loại, các bác đảo rồi các bác xào nấu rồi các bác đảo ấy, thì nó rất là dễ nhanh xước, nhanh xước cái men chống dính, thì các bác dùng cái con môi gỗ này. Đấy, các bác đảo nó không lo nó bị chảy cái lớp chống dính ra mà nó được bền hơn. Đấy, thì nhà sản xuất rất chu đáo là có kèm cho bác một cái cây đảo bằng gỗ nhá, có nhá. Rồi tiếp theo là sẽ có là vung này, vung bằng kính cường lực trong suốt nhau nhá. Đấy, kính cường lực trong suốt rất dày, rất là chắn luôn, có bo viền inox vùng quanh đó. Đây logo này quá xịn sò, ok luôn. Đây là cái lỗ để các bác về bắt vít, thì cái này em quay nhanh thôi không bắt cho bác nhé. Đấy thì trong chảo nó sẽ gồm có là một cái tay để các bác về lắp vào vung này. Đấy, về các bác lắp vào vung nha, và một cái tay quay để về các bác lắp vào cái thân chảo để thành cái cán chảo nhá. Đấy, về các bác lắp đây thì đầy đủ, nó có đi kèm ốc vít hết rồi, thì về các bác chỉ việc lắp vào thôi. Còn đây là cái chảo chính này. Chảo này thì rất là to, đường kính của nó là 32 cm, về các bác xài gia đình rồi. Đấy, đặc biệt là nhà đông người rồi các bác rán xào chiên nấu cho em thoải mái luôn. Đấy, và sản phẩm này thì chắc là rất nhiều bác quan tâm là có dùng được bếp từ không, thì em nói luôn nhá, sản phẩm này là dùng được tất cả các loại bếp, và bếp từ, bếp tiếc dùng hết luôn, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp rơm, tất cả các loại bếp là con này dùng được hết luôn nhá các bác nhá. Đấy, tất cả bếp luôn, và đặc biệt là bếp từ dùng được ok luôn nhá. Đấy, đáy từ bắt ngon lành luôn này. Đó, và đây chiếc chảo đây, các bác có thể rán xào nấu vào đây nhá. Đấy, bình thường là các bác rán nhiếc thì không cần dùng vung. Đấy, ví dụ như mình có xào nấu thì mình cho cả cái vung này vào. Đấy, mình xào nấu luôn vì nó có cả vung viếc, ok ngon này luôn. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm nha, một chiếc chảo Hàn Quốc này. Đấy, đầy đủ cả vung này, cả cán, cả môi miếc đầy đủ nha. Là một bộ nha, là 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Đường kính chảo rất là to, 32 cm. Đấy, 32 cm, 140.000 một chiếc chảo của Hàn Quốc nhá, 140.000 một cái. Đường kính 32 cm rất to luôn, các bác dùng gia đình con này rất ok. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái mã nồi cơm Chigo nhá. Các bác có lên mã giúp em cho cái nồi cơm Chigo này. Hàng này thì hàng Chigo, hàng nội địa Nhật rồi, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình các thứ rồi. Đấy, nhà ít người, đặc biệt ví dụ nhà bác nào mà ít người, 1-2 người là các bác xài con này cho em rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, sản phẩm hàng mới như hộp như này nhá. Một chiếc nồi cơm của hãng Chigo. Chigo là một trong những hãng rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng rồi, sản xuất đồ gia dụng, nồi cơm rồi là ấm nước các thứ rồi, rất xịn sò. Đây, hàng các bác nhìn này, 3 tem luôn, quá chất lượng luôn. Công suất của nó sẽ là 200W nhá, và sử dụng điện 220, dung tích là 1.2 lít coi nhá, 1.2 lít. Đây, nó có cả tem mác đầy đủ hết này. Đây, đây là cái phần cổng nguồn này. Đó thì đi kèm sẽ có là một cái dây nguồn này. Là phần nắp vung thì các bác về mở cho em hai cái này ra. Đấy, cậy ra. Đấy, sau đó các bác lấy là ok. Đấy, phần nắp vung các bác nhìn này, siêu dày luôn. Đấy, giòn giếc các thứ là thiết kế rất dày dặn chắc chắn nhá. Đó. Đây là phần phụ kiện các thứ này. Đấy, có cái ca đong nước, đong gạo này. Rồi giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái lòng nồi chính nhá, lòng nồi cũng rất là dày luôn, có tráng chống dính 100%, không lo nó cơm cháy cơm khê luôn nhá. Đấy, nồi rất dày nhá, các bác nghe tiếng này, nó cục 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 luôn. Đó, đây là bên trong thì là phần mâm nhá, phần mâm thì rất dày. Và con này thì em đã nấu, nhà em đã nấu test thực tế rồi. Đấy, các bác về nấu cơm nấu nước, cái nhiệt nó rất là cao, chín thấu cực kỳ ngon cơm luôn, cơm ngon rất dẻo nhá các bác nhá, cơm ngon rất dẻo. Cái này thì em nói luôn, dung tích của nó là 1.2 lít nhá, nên là phù hợp cho 1 người đến 2 người là cùng thôi nhá các bác nhá. Còn nếu mà đông quá thì không dùng được đủ đâu. Đấy thì khoảng tầm 1 người đến 2 người thôi, 1 người 2 người là dùng ok. Đấy, ví dụ như là các bác hay đi xa, đi công tác các thứ, đi làm ở chỗ xa, giờ mình có 1-2 người ở phòng trọ thì giờ dùng con này rất ok, nhỏ gọn rồi. Ví dụ các cháu nhà mình sinh viên, hoặc bác nào người già dưới là các thứ cả, ở nhà con cái đi hết rồi, ở có một mình hoặc hai vợ chồng nhỉ, thì các bác dùng cho con nồi này rất ok luôn. Đấy, nồi thì cam kết bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Nồi nấu cơm chín cực kỳ ngon, và em đã test thử rồi, nồi nấu cơm chín rất là ngon nhá, cơm dẻo, cơm ngon, chín thấu. Đấy, dùng ok.
sản phẩm đi đầy đủ full phụ kiện nha, vung lắp đại đầy đủ ngon lành nha. Là giá sẽ là đi 220.000 nhá, 220 mà một chiếc nồi cơm điện của Chigo. Đấy, đây. Báo lại bác về cái thông số này. Công suất là 200W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1.2 lít nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Chigo đây, có in logo này. Đó. Giá sẽ là 220.000. Báo ship cho bác luôn. Đấy, báo ship cho bác luôn. Giá rất bình dân. Vừa nãy quên không quay cho bác là nó sót trong cái thùng, nó còn có cả cái môi nữa này. Đấy, có cả cái môi này luôn, môi sới cơm luôn. Đấy, thì đầy đủ, rất đầy đủ phụ kiện luôn. Về chỉ việc xài thôi. Lên mã em sẽ cái nồi cơm điện Chigo nhá, nồi cơm điện Chigo hàng mới như hộp nha. Dung tích là 1,2 lít nhá, điện 220V. Giá của nó sẽ là đi 220.000. Bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, dùng dung tích 1 lít 2 dùng phù hợp 1 đến 2 người ăn là rất hợp lý. Đấy, 1 người 2 người là ok. Đó, 220.000 một cái nhá, bao ship tận nhà luôn, nồi cơm Chigo, cơm nấu ngon, chín thấu nhá, cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã máy tính ấy. Em báo giá luôn. Giá hiện tại bên em đang bán là 70.000 cho một chiếc máy tính nha, chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân. Mua về cho các bác tính toán cửa hàng cửa hiệu này. Đấy, tính toán số liệu rất ok. Rồi là ví dụ như là các cháu thì mình học tập này. Đấy, học tập các thứ là thì mua về nhá. Con này này hay của sản phẩm này là nó dùng pin tiểu ạ, dùng pin tiểu về các bác lắp cái viên pin tiểu này vào là xài thôi, không cần vì những cái pin cao sang, pin nọ pin kia gì. Đấy, nó rất là khó kiếm, thì đây cái pin cúc áo này cửa hàng người ta bán đầy mà. Đấy, về các bác lắp vào lên luôn, rất nhạy luôn. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm này là cái bàn phím đấy, các bạn nhìn này, nó rất là lồi lên mà khi mà bấm nó rất là sướng, bấm sướng mà bấm nó rõ ràng, nó không bị lệch số, nó bị dính số với nhau ạ. Đấy, đây 1 này, 2 3 4 5 6 này, 7 8 9 cái này có nhắm mắt và bấm luôn. Đấy, vì cái bàn phím nó nổi này, bấm rất thích luôn, bấm nó ăn được phím nào ăn phím mấy luôn. Đấy, đây các bác nhìn này, đấy bấm rất sướng luôn. Đấy, quan trọng là bấm nó sướng, bấm nó nhanh các bạn, tính nó nhanh. Mình đôi khi tính toán nó lắm lúc nó vội, cửa hàng hiệu đông người đông khách rồi, các bác bấm nhá. Đấy, có cả căn bậc 2% thứ ra cho con chó này mình học tập ok luôn, sáng tạo này. Rồi là các bác ở cửa hàng tính toán nó ngon lành luôn. Đấy, bàn phím nổi ưu điểm rất ok. Giá em báo luôn là 70.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc máy tính 70.000 một cái máy tính nhá. Về các bác tính toán số liệu thống kê là ok, 70k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió này. Lên mã cho em sẽ cái dầu gió của Singapore nhá. Em báo giá luôn. Một cái lọ dầu gió của Singapore này, bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k coi nhá. 50k một lọ dầu gió Singapore này, chỉ có 50.000 thôi. Giá rất bình dân, hạt rẻ luôn. Đó, 50.000. Về các bác xài sử dụng này, đây. Bóc cho bác một hộp này. Cái này thì nhiều bác hỏi bên em là hàng có chính hãng không, với lại có cam kết chuẩn Singapore không, thì cam kết bác luôn là hàng chuẩn 100% Singapore. Các bác mà phát hiện hàng giả nhái đền tiền bác luôn. Các bác cứ mở ra nhận hàng, các bác kiểm tra, các bác mở ra test thử, bôi thử thứ cho em thoải mái luôn. Đây, đấy, hàng chuẩn của Singapore nhá. Đó, cái màu này có nhìn này, cái màu dầu gió rất là đậm đó. Và hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, chống chỉ định trẻ con hay thứ là xoáy ra nghịch. Mùi rất thơm luôn, mùi cực kỳ thơm, mùi đúng chất dầu gió nhá. Đấy, mùi chuẩn dầu gió luôn. Đây, em sẽ cho bác coi này. Hàng này của nó là hàng xuất đi Mỹ luôn này. Đấy, USA nào nhìn này. Đấy, USA nhá. Made in Singapore. Đấy, made in Singapore, hàng dầu gió xanh. Nhiều bác hay gọi là dầu gió của nó, hoặc là dầu gió xanh, hoặc là các bác cứ lên mã cho em sẽ là chai dầu gió cũng được. Giá em gửi bác là chỉ có 50.000 thôi. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn 100% nhá. Các bác phát hiện hàng giả, hàng nhái các thứ, hàng điểu rồi, em đền điền cho bác luôn. Đấy, hàng cam kết là hàng chuẩn Singapore, hàng xách tay về luôn đấy, hàng xách tay về luôn đấy. Đấy, hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, USA này. Đấy, made in Singapore. Đấy, rất thơm. Và các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Đấy, nhận hàng kiểm tra. Một hộp một chai này là 50k. À, cái quên không báo bác là cái dung tích của cái chai này là rơi vào là 24ml nhá. 24ml. Đấy, nó là dạng chai vừa, khá là nhiều, dùng được khá là lâu đấy. Đó. Chai dầu gió Singapore nhá. 50k. Đấy, cái này thì rất là nhiều công dụng, trị cảm này. Đấy, rồi là ốm sốt các thứ ra, đau nhức xương khớp, rồi là côn trùng đốt, bộ rất là nhạy luôn. 50k một chai dầu gió Hàn Quốc, à chứ mẫu bác là dầu gió Singapore nhá. Đấy, 50k một chai, các bạn nhìn này. Đấy, cái phần tem bảy màu nó bóng lên này. Đấy, với hàng chuẩn chính hãng này. Đó, có thấy không? Cái vỏ nó nhìn nó thấy rất là ok rồi, thiết kế rất là đảm bảo thương hiệu bản quyền luôn này. Đấy, có thấy không? Cái tem bảy màu nó bóng lên này. Đấy.
Rồi bắt đầu đến mùa du lịch rồi. Đấy, bắt đầu là các bác đang cần những cái sản phẩm nha chị ơi. Đấy, hiện tại thì em đang phân phối cái mã hàng đó là cái khăn nén du lịch này. Lên mã cho em sẽ cái khăn nén du lịch nhá. Về các bác xài cho anh em hoặc là các bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, đi nhà nghỉ, đi khách sạn. Đấy, đặc biệt là các bác đi nhà nghỉ, khách sạn, những cái khu nghỉ dưỡng rồi. Đấy, những cái khăn tắm thứ giờ dùng chung rất là nguy cơ, ví dụ như là lây bệnh này, rồi là bệnh ngứa, bệnh nhiếc các thứ này, rất nhiều bệnh luôn. Đấy, cái khăn này thì các bác không biết là những người trước người ta dùng để người ta làm cái gì, đấy, người ta lau cái gì thì các bác không thể biết được. Đấy, chỉ có những người người ta sử dụng cái khăn đấy rồi là những người làm ở khách sạn đấy người ta biết được nhau nhá. Đấy, thì các bác một cái giải pháp rất là sạch sẽ và an toàn là các bác mua cho em cái khăn nén này về. Đấy, nó gọi là cái khăn nén du lịch nha. Thì đây, nó sẽ nén chặt với nhà và khi mà các bác ngâm nước nó sẽ bung ra rất là to luôn. Đấy, bung ra thành một chiếc khăn tắm kích thước là 1m4 x 70 rất là to luôn. Đấy, nhìn các bác nhìn nó nén chặt này, nhưng mà khi cho vào nước nó nở ra rất là to đó. Thì một chiếc khăn nén du lịch nha, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 20.000 một cái thôi, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác ví dụ đi du lịch, đi tour tầm 3-4 ngày, các bác sắm cho em tầm 3-4 cái, mỗi ngày các bác dùng một cái thôi, vừa lau người vừa lau mặt các thứ, ok luôn, sạch sẽ, không cần phải dùng chung đụng như nào, sạch sẽ ngon lành. Đấy, dùng xong là các bác bỏ đi được đó, nó giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000. lên mã em sẽ cái khăn nén du lịch nhá các bác nhá, khăn nén du lịch này chuyên để các bác đi du lịch, đi công tác, đi chơi ở khách sạn, nhà nghỉ, rồi các bác ngại dùng chung với người ta, dùng riêng ra, đấy, tránh lây bệnh, lây nhiễm các thứ bẩn thỉu. Rồi các bác mua cho con này chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra 20.000 mua khoảng tầm 3-4 cái về, một mùa du lịch ta xài thoải mái luôn. Đấy, rất là cần đấy các bạn, rất là cần đấy, 20k một cái nhá. Nó nén chặt này thôi nhưng mà khi mà các bác tháo nước nó ngâm ra, à, nó bung ra rất là to luôn. Cái này thì đây em quay trực tiếp này, đấy, nó đang nén chặt nha. Đấy, còn các bác thả nước nó bung ra rất là to đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bác cùng xem này. Bố dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn, lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha, nhỏ gọn, bỏ vô túi nhẹ tinh à, không bị nặng vali, mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha, xài ổn. Tôi rất là recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mẫn cũng mút cái im khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống Vũng Tàu du lịch, xuống tới đây đi tắm cái là vẫn quay lên khoe cái khăn này với mọi người liền nè. Đó, thực tế về cái khăn nó rất là to luôn. Đấy, nó như một chiếc khăn tắm to luôn đấy, 1m4 x 70 rất là to. Về các bác sử dụng này, xài lau người, lau ngậm, lau mặt, lau mũi cái thứ này rất ok luôn. 20k một cái nhá. Lên mã em sẽ đi khăn nén du lịch nhá, khăn nén du lịch 20k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã bóng đèn 4 cánh này. Lên mã nhà sẽ cái bóng đèn 4 cánh này, em báo giá luôn. Hộp này thì một cái quả này bên em đang bán giá sẽ là 90.000 một quả, 90.000. Bóng đèn 4 cánh nhá. Bác nào mà không cần không gian rộng, cần quả bóng sáng thì bác mua trong quả này, cực kỳ sáng luôn. Đấy, công suất của nó sẽ là 100W nhá, 100W. Bóng rất sáng luôn. Đây, 100W này, sử dụng cho em là điện 220. Ánh sáng nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá, và đuôi sẽ là đuôi xoáy. Đấy, đuôi xoáy nên các bác dùng rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đây, nó sẽ sáng là 4 cánh nhá. Đấy, 4 cánh và một cái chóa ở giữa này. Đấy, các bác về sử dụng lắp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi. Đấy, bóng rất sáng nhá. Đấy, trước em cũng xài cái bóng này để em quay video bác này, rất sáng luôn. Trước đắt lắm, trước cái dòng này các bác mua ít đi, giờ khoảng tầm 150-200 quả. Đợt này giá nó rất là tốt, nó chỉ có 90.000 quả thôi mà các bác về sử dụng xài. Đấy, xài gia đình, xài không gian rộng, sân rộng, rồi là nhà cửa cần những không gian rộng mà cần những quả bóng sáng các bác xài cho. Đấy, nó ánh sáng rất là rộng luôn và rất là sáng nhá, 100W xài thoải mái luôn. Đó, lên mã em sẽ là cái đèn 4 cánh nhá. À, sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá và rất là tiết kiệm điện các nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác là 90.000 nhá, 90.000 một cái quả bóng đèn 4 cánh nhá. Lên mã em sẽ là bóng đèn 4 cánh, 90.000 một quả, sử dụng điện 220 các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái máy hút bụi ga giường. Lên mã em sẽ là cái máy hút bụi ga giường này. Con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Các bác mua về chuyên dùng để hút bụi ga giường nhá. Đấy, ga giường, nệm ghế, sofa cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, máy chạy được cực kỳ khỏe nhá đây. À, sản phẩm này thì nó là dòng sạc tích điện nhá, sạc tích điện, nó là dòng không dây ạ. Nó có kèm pin tích điện sẵn rồi. Các bác sạc đầy pin sau đó các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại sạc vào. Cái nguồn sạc của nó sẽ là nguồn 5V 2A này, công suất của nó sẽ là 68W các nhá. Đấy, so với lại máy thì 68W này thì nó là dòng máy pin thì nó rất là trâu bò rồi ạ. Đấy, bình thường thì nó chỉ khoảng tầm vài chục watt thôi, nhưng đây con này nó lên đến là 68W nhá, rất là trâu bò luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận kỹ càng luôn. Đây, con máy nhá. Đấy, hàng hãng, hàng thương hiệu hàng loạt. Sẽ gồm có là thân máy chính này, nút nguồn bật tắt này. Đấy, đây, non tớt này. Đấy, hãng nhá, rất xịn sò, ok. Máy rất chất lượng luôn. Đấy, có cả tem mác đầy đủ hết luôn nhá, thông số kỹ thuật này.
Đó, 65W 185 mm này. Máy hút cực kỳ khỏe nhá và máy chạy rất ok. Đấy thì đi kèm sẽ có là một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là dây cáp sạc nhá. Dây cáp sạc thì đây là cái dây sạc. Nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Về các bác có cục sạc điện thoại, các bác cắm một cục sạc điện thoại, sau đó các bác cắm sạc cho nó là sử dụng thôi. Đây. Đây cơ, đây là cái phần chân sạc của nó đây. Đấy, các bác cắm vô đây. Là các bác sạc vào nhá. Đấy, cắm vô là sạc. Còn khi mà hút thì các bác chỉ phải hút thôi. À, con này nó có một cái chế độ rất hay. Đó là cái chế độ đèn cực tím này. Đấy thì nó sẽ vừa hút và nó sẽ đồng thời là khử khuẩn luôn nhá. Đồng thời khử khuẩn luôn. Thì rất là dễ xài. Ví dụ về nhà các bác có chăn ga gối đệm là các bác chỉ việc bật máy lên. Sau đó các bác cứ đưa cho em đi. Đấy, đưa kéo đi kéo lại cho là xong. Đấy, hai cấp độ nhá, cấp độ 1 này. Cấp độ 2 này. Đó, máy chạy rất khỏe luôn, máy hút khỏe lắm. Đó, và đây. Khi mà hút xong thì nó sẽ chứa rác vào trong này, các bác chỉ cần lấy cái này ra. Sau đó các bác đổ rác ra, các bác vệ sinh cái phần lọc này. Và các bác khi vệ sinh sạch sẽ xong các bác lại lắp vào là ok thôi. Đây các bác lại lắp vào thôi. Đây nó có cái lẫy này. Nó có cái lẫy cá nhá. Đấy có cái lẫy cá đấy, các bác xoáy vào. Đấy khớp nó vào xong đây nó có cái lẫy cá. Đây em sẽ hút thử test thử bác coi này. Đây nhá, đây em sẽ test thử bác coi nhá. Đây có một cái đường giấy này em sẽ hút thử bác coi này đây nhá. Bật máy này. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Em đi vài đường cái là nó hút hết những cái rác rửa thứ trong này. Và đây là tờ giấy rất là to nhá. Chứ còn những cái bụi mịn ở trên giường thì nó hút rất là sạch luôn. Đấy thì nó sẽ hút tất vào trong cái lỗ này và nó sẽ chứa vào trong cái hũ này nhá, chứa vào trong hũ này. Và lúc nào lấy thì các bác lấy cái lõi lọc ra. Đấy các bác vỗ hết cái rác rửa này ra này. Đấy, vỗ hết rác rửa này ra. Và các bác lại lắp cái lõi này vào cho em. Đấy khi nào hút thì nhớ cho em là lắp cái lõi này vào nhá. Đấy lắp cái lõi này vào. Và các bác lại lắp vào máy. Sau đó là các bác lại xài, các bác bật máy lên các bác hút thôi, rất là dễ dàng dụng nhá. Đây máy hút rất khỏe luôn, đây các bác coi đấy, thấy không, đây là máy hút rất khỏe luôn nhá. Đấy thấy không, máy nó hút luôn này. Đó máy hút cực kỳ khỏe luôn. Đó máy nhìn nó hút luôn này. Đây, đấy tờ giấy to này nó cũng hút cơ mà. Đấy, rất ok nhá. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá, chuyên để các bác hút bụi ga giường, giá rất bình dân thôi. 280.000 một cái nhá, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường này, hút bụi ga giường. 280k nhá, 280k. Và giá này thì em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, máy hút bụi ga giường nhá. Rồi cái mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Cái này rất là hay, về các bác đựng đồ đạc gia đình thì mình rất là tiện dụng luôn. Đấy cái đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, nhà này thì cả các bác để lên cho em dùng rất ok. Một chiếc kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy thiết kế thì phần khung giá đỡ này của nó là bằng nhựa này, còn những cái ống ống trụ chính của nó là bằng inox nhá, rất ok. Đấy và đi kèm thì nó sẽ có là những cái bánh xe để các bác có thể di chuyển đu đi đu lại ok luôn, rất tiện dụng này. Đấy, bánh xe có thể là xoay 360 độ luôn, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ được cái kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam ạ. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam nhá, kệ xe đẩy 4 tầng. Cái này em báo giá luôn, giá của nó thì chỉ có 80.000 một cái thôi, 80.000, giá rất là bình dân, dễ mua. Đấy, và sản phẩm dùng rất là hay. Các bác mua về mình đựng những đồ lặt vặt trên những cái kệ này cho nó gọn này. Đấy, lúc mình tìm cái thứ ra nó dễ tìm nhá. Con này thì chiều dài của nó rơi vào là đi 39 này. Cái bản rộng của nó rơi vào là 22 và chiều cao của nó rơi vào là đi chiều cao của nó rơi còn tầm 60 nhá, 60. Đấy, nói chung là nó khá là to tát chắc chắn nhá. Đây. Đó, hàng cũng khá là xịn. 4 tầng. Đấy 4 tầng nhá. Đây các bác nhìn này, 4 tầng này luôn. Rất là ok nhá. Đấy, 4 tầng ngon này cái nào luôn. Các bác đựng được khá là nhiều đồ nhá. Đấy, mỗi khay này các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh như này. Đấy, mỗi lần mình tìm mình lấy cũng dễ tìm những cái đồ đạc các thứ của nhà mình. Đó thì hàng đồ gia dụng cao cấp nhá, lên mã em sẽ được cái kệ xe đẩy 4 tầng. Giá của nó sẽ là đi 80.000 một chiếc không nhá. Chỉ có 80.000 thôi, rất là ok. Đấy, về các bác lắp đặt và các bác xài. Hàng này thì bên em sẽ gửi thì sẽ tháo rời nhá. Còn về thì các bác lắp đặt vào là xài thôi. Con này nó cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy. Cho cả người già chị em cũng có thể lắp được luôn, nó dễ lắp lắm. Lắp cực dễ cực kỳ luôn. Nó 80k nhá, chỉ có 80.000 thôi. Kệ xe đẩy 4 tầng nhá, nó sẽ gồm có là 4 tầng nha. Đấy 4 tầng nha, chiều cao là 60. Dài là 40 và rộng của nó là 22 nhá, 22. Khá là to ta chắc chắn luôn, 80.000 một cái thôi. Bộ dao 3 món của Đức này, hàng bên shop tiếp tục hàng về, lên mã em sẽ cái bộ dao 3 món nhá. Bộ dao Đức 3 món hàng của Willing. Đây.
Set 3 dao của Đức của Huy Linh nhá, em báo giá luôn là 130.000 bộ này, chỉ có 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Bộ set 3 dao của Huy Linh cực kỳ xịn chất lượng đây. Em sẽ bóc cho ba con này. Quá xịn sò, quá chất lượng luôn. Mới nguyên hộp như này nha, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Logo Huy Linh nha, đấy logo Huy Linh. Con này sẽ một bộ này sẽ gồm có là 3 dao nha các bác nhá, 3 dao. Một chiếc dao thái này, thái lọc phi lê này, thì các bác xài con này cho em. Đấy logo Huy Linh nha. Đấy thái lọc các bác xài con này cho em nhá, rất chắc chắn luôn, tay cầm này. Tiếp theo thì là một cái con thái này, một con thái bản to nhá, con này là chuyên để các bác thái bản to này, đấy các bác xài nhá, rất sắc bén luôn. Đó, thép chất thép cực kỳ chất lượng đây, logo Huy Linh nha. Đó, con này các bác thái bản to. Và một cái con nữa là các bác dùng để chặt này. Đấy, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương các bác xài con này kìa. Đó, nói chung là gia đình các bác mua cho em bộ ba này các bác xài thoải mái rồi. Đây. Đấy có logo Huy Linh nhá. Con này các bác chặt gà, vịt, thịt, xương quá ok rồi. Đó. Một bộ này là gồm 3 dao nhá. Một dao thái này, thái lọc phi lê này, một con dao thái bản to này và một con dao chặt nhẹ này, ok luôn. Một bộ 3 dao này. Giá đang gửi bác là 130.000 nhé các bác nhé, 130.000 cho một cái bộ Đức dao Đức 3 dao của hàng của Huy Linh nhé, hàng của thương hiệu Huy Linh của Đức nhá. Đấy, logo hình hai thằng người này, set 3 dao 130.000 cho một cái bộ set mà bộ dao Đức 3 cây nhá. Đấy, bộ dao Đức 3 cây 130.000 bộ. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác cái siêu phẩm, đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Lên mã em sẽ là nồi chiên không dầu hàng của Camel. Hàng của Camel này thì chuyên về đồ gia dụng rất là nổi tiếng các bác nhá, rất nổi tiếng, hàng thương hiệu của Nhật rồi, rất là xịn sò rồi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 12 lít nhá, và sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 1500W. Các bác mua về dùng làm những cái món chiên không dầu rất ok. Đấy, đậu chiên này, rồi là gà chiên, khoai tây chiên các thứ ra. Cái hay của sản phẩm này là nó không cần dùng dầu, nên là các bác ăn uống nó đỡ dầu mỡ, đấy, đỡ gây nguy hại đến bản thân nhá. Đôi khi các bác ăn nhiều dầu mỡ, rất là nhiều bệnh liên quan dầu mỡ này, máu nhiễm mỡ, rồi là gan nhiễm mỡ này, các thứ rồi. Đấy thì các bác tập ăn những cái kiểu dạng như kiểu là ít dầu ít mỡ đi, mình ăn nó ít dầu ít mỡ đi, thì các bác sử dụng cái nồi nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái nồi này thì nó còn có chức năng là giã đông cực kỳ hay. Như em đôi khi là có những cái món thịt thà thứ là mà mình lấy ra muộn quá, nó chưa kịp giã đông kịp ấy, các bác thả vào cái nồi cho em. Đấy, giã đông rất là hay nhá, giã đông rất hay. Thì đây, tổng quan em nồi đây, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy, 12 lít thì về các bác xài cho em thoải mái luôn. Đấy, nướng cả một con gà khoảng tầm 2 cân 3 cân thôi cho em thoải mái luôn này. Đây, cái phần lòng nồi rất là rộng luôn này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn, bóng loáng luôn nhá. Thì con này thì nói chung là quá dễ xài rồi. Người già, trẻ em, người lớn rồi là các thứ giờ mọi tầng lớp xài rất dễ dùng luôn. Đấy, rất dễ dùng mà dùng rất là tiện quá. Đấy, các bác làm những cái món nướng nước các thứ này, vứt về đây cho em khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng là có những cái món nướng ra, gà nướng, cá nướng này, rồi là các thứ giờ mình ăn nướng, ăn những cái món này nó đỡ dầu mỡ đi, ăn vừa đỡ ngấy mà nó đỡ bệnh tật quá. Đấy, đôi khi các bác ăn nhiều dầu mỡ quá nó cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Thì các bác mua cho em cái con này về sử dụng rất hay, mà giá nó bình dân thôi, nó chỉ có 520.000 một con thôi. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mà dung tích nồi là lên đến là 12 lít thì rất là to. Đấy, nhà đông người cũng có thể xài thoải mái. Ở đây nó sẽ có hai cái nút bấm này, hai cái nút vặn này. Mà nút bên này thì sẽ là cái nút điều chỉnh nhiệt độ này. Con này nó điều chỉnh nhiệt độ từ 0 là tối thiểu và tối đa lên đến nhiệt độ là 200 độ C nhá. Và có nút bên này là nút chỉnh giờ, thì nó chỉnh tối thiểu là 0 phút và tối đa của nó sẽ được là 30 phút này. Đấy thì con này nó có chế độ hẹn giờ, thì các bác điều chỉnh cái nhiệt độ cần thiết cho món ăn, ví dụ như là trong vòng 200 độ hoặc là 180 độ hạn này. Đấy, và trong vòng 30 phút nhá, và khi mà hết giờ thì nó sẽ tự động là nó sẽ về 0 luôn. Đó, kêu tinh một cái là tự động là máy nó sẽ ngắt, rất là thông minh nhá. Các bác không lo bị cháy nào đâu, vì cái này nó có chế độ hẹn giờ, rồi là chế độ cài đặt thời gian hết rồi. Thì là các bác dùng yên tâm, nấu nướng các thứ giờ mình đỡ phải lỉnh kỉnh nhiều. Đấy, ví dụ làm cái món thịt nướng rồi cá nướng là các bác vứt về cho em cái là mình cứ set up cài đặt sẵn chế độ, rồi là hẹn thời gian các thứ là tự động khi mà nó chín là nó sẽ nảy luôn. Đấy, rất là ok. Đây, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, mới nguyên hộp giấy tờ sử dụng này. Đấy, giấy hướng dẫn công thức nấu ăn các thứ này. Đấy, quá xịn sò rồi. Là cái giấy này là giấy hàng, cái tờ này là giấy hướng dẫn của công ty này. Đó, rất là xịn sò, ok nhá. Hàng của thương hiệu Camel. Con này thì nói chung em bán khá là nhiều rồi, mà các bác mua về cũng rất ưng, sử dụng nấu được rất là nhiều món luôn nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái nồi chiên không cần dầu nhá, nồi chiên không cần dầu. Đấy, nồi chiên không cần dầu.
Công suất là 1500W này, dung tích là 12 lít nhá, 12 lít, hàng của thương hiệu Camel, thương hiệu của Nhật nhá, rất xịn sò, ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu, em báo giá luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá thì tốt nhất thị trường luôn, 520.000 và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ đi tham khảo đi. Những cái nồi 12 lít không là có giá 520 đâu, ít thì giờ còn tầm 700-800. Đấy, bên em bán gọi các bác là lãi chút tình cảm cho bác thôi. Đấy, nó chỉ có 520.000, lại cần bao ship cho bác tận nhà. Nồi thì rất là to tát, chắc chắn, dày dẫn. Đấy, sử dụng điện 220 cho em. Ok luôn. Đây, mở ra rút ra cho đồ ăn thứ vào đây. Đó, sau đó các bác xoáy set up thời gian nhiệt độ. Khi mà nó hết thời gian cái là nó kêu lên tinh cái là đó là tự động là máy nó sẽ ngắt và các bạn đồ ăn là báo hiệu là ok rồi. Đây, trên này nó có những cái công thức ở trên này. Đấy, logo Camel này, rất xịn sò. Nồi mới keng luôn nhá, nồi mới keng luôn. Lên mã thì em sẽ cái nồi chiên không dầu. 520.000, báo ship tận nhà luôn. Đấy, nồi chiên không dầu nhá, sử dụng nấu nướng rất nhiều món ăn, dã đông thức ăn cũng rất ok luôn. Có về cho bác một cái lô đó là sản phẩm đó là cái máy tính này. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính nhau nhá, máy tính. Rất là hay, về các bác dùng để tính toán hoặc là hàng hóa các thứ này. Đấy, số liệu rồi. Thứ hai, ví dụ các bác mua về các cháu mình học tập, đấy, tính toán các cháu mình tính toán số má thứ rất ok. Nói chung là cái này cũng khá là cần. Đấy, hàng thì dòng bàn phím lồi này, cực kỳ dễ bấm luôn. Đấy, đặc biệt cho những người già, người lớn tuổi cũng có thể dùng luôn nhá. Đấy, cái số nó quan trọng là cái số cái bàn phím nổi này, nó rất là dễ bấm. Đấy, bấm số nào là ra số đấy luôn, nó không bị chèn sang số khác ạ. Đấy, cực kỳ dễ bấm, thiết kế rất thông minh nhá. Đấy, có đầy đủ căn phần trăm, nó căn bậc hai, số má rất to rõ ràng đây nhá. Đấy, thiết kế rất là vừa vắn này. Đấy, khoảng tầm to khoảng tầm bàn tay em. Đấy, to to hơn bàn tay em một chút này. Đấy, cái hay của sản phẩm này, nó rất là thiết kế rất hay, là nó dùng một cái viên pin tiểu này thôi. Đấy, nó chỉ dùng một viên pin tiểu thôi, nên là ví dụ như là hết pin các bác rất là dễ dàng thay thế các nhá, rất dễ dàng thay thế. Đó thì em báo giá luôn. Đợt này về cái lô này giá rất là tốt, giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 70.000 một chiếc nhá, 70.000 một chiếc. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính này. Đấy, sản phẩm máy tính giá rất hạt rẻ bình dân thôi, 70.000. đấy, các bác mua về tính toán, mua về cho các cháu thì mình học tập tính toán ok luôn. Rồi gia đình nhà mình tính toán số liệu hàng hóa các thứ là ok, chỉ có 70.000 thôi nhá. Và nó dùng cái pin tiểu, nên là ví dụ hết pin là các bác rất là dễ dàng thay thế rồi. Cửa hàng cửa hiệu cái này pin người ta bán khá là nhiều. Đó, mua về lắp pin mà là xài đâu ạ. Đấy, lắp pin mà là xài thôi. Đấy, máy tính thì cực kỳ chuẩn xác, ok. Máy tính là không chuẩn đâu, không phải là máy tính đâu ạ. Đấy, rất ok nhá. Đây, 1 cộng 1 này, cộng 1 bằng này, 2 này. Đấy, ngon lành, số to rõ ràng nhá. Chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. Đấy, số to rõ ràng nhá. Đấy, bấm phát nào là ra phát đấy. Cái này nó là dạng bàn phím lồi nên là các bấm nó rất là dễ dàng bấm, nó không bị dính phím với nhau nhá. Đấy, rất dễ bấm này. Đấy, bấm rất là nhanh luôn. Đó, rất ok nhá. Đây, đấy, ngon này kìa, nào luôn này. Đó, xóa cái ok luôn. Rồi, 70.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái máy tính nhá, cái máy tính để các bác tính toán tiền nong. Rồi là cho các cháu mình mua về học tập tính toán phép tính ok luôn. 70.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là máy tính 70.000, hàng rất là xịn chắc chắn luôn. Đó, sử dụng pin tiểu nhá, dùng pin tiểu rất dễ dàng thay thế và sử dụng. 70.000 một chiếc. Rồi lên nhanh bác luôn một số cái mã hàng này. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã loa gỗ dài nha, em báo giá luôn. Con này thì giá rất bình dân mà nghe nhạc rất hay luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ dài này. Đấy, mã của nó sẽ là XM520 nhá. Đấy, loa gỗ dài. Loa gỗ dài này giá của nó thì bình dân thôi, 250.000. Em bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, con này thì kết nối nghe nhạc với Bluetooth của điện thoại nhá, rồi là cắm USB thẻ nhớ các bác nghe luôn. Đấy, các bác nghe phòng có thứ nào nghe rất hay, nghe phòng hay lắm. Đấy, rồi là các bác kết nối với điện thoại nghe nhạc cực kỳ ok. Đấy, đặc biệt là các bác nghe những cái dạng nhạc vàng, nhạc Bolero thì chấm hết luôn. Con này em cũng đang xài một con mà nghe thích lắm. Đấy, nghe cái chất âm của nó rất thích nhá. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cái chất âm của nó bass nó đánh cực kỳ sâu. Đấy, bass căng, chắc sâu nhá, nghe rất thích này. Đây, đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Con này nó sử dụng cái nguồn điện sạc sẽ là nguồn sạc 5V 2A nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vô là các bác sạc được cái loa này rồi. Đấy, còn đây là sản phẩm loa này. Chiều dài của nó thì rơi khoảng tầm là 40 nhé, 40. Đấy, chiều rộng 10, chiều cao 10. Đấy, có phần đế chân nhé. Các bác để dùng vừa trang trí decor này, các bác để chỗ tủ kệ TV rất đẹp luôn. Đấy, rồi các bác dùng để nghe nhạc. Mình nghe nhạc bác nào không thích to tát, kiểu dạng nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thì các bác xài theo con này rất hợp lý luôn. Đấy, thì đây trên này sẽ có là những cái cổng kết nối với USB. Ví dụ các bác có những USB mà nó chứa nhạc sẵn ấy, thì các bác cắm đây là các bác nghe được luôn này.
rồi là có cổng cắm thẻ nhớ này và có cổng aux để các bác cắm tai nghe đấy, và đây là cái cổng sạc DC 5V luôn nhá, DC 5V đấy, tức là nên nó sử dụng cái nguồn điện sạc là 5V nhá, 5V này. Con này nó là loa tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại sạc cho em đầy vào đấy, và nghe hết thì các bác lại sạc vào, sạc vào xong các bác lại nghe đấy, nó như kiểu điện thoại mà các bác dùng hết pin thì các bác lại sạc nó vào đấy, sạc nó vào sau đó là các bác dùng hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc, có thế đâu các bác sạc. Trên này sẽ có là nút là nguồn này, rồi là em đổi các chế độ này, nút next bài này đấy, rồi là nút play pause này đấy, thì các bác muốn mở loa thì các bác giữ lì cho em cái nút nguồn này nhá, giữ lì này đấy, giữ lì đấy nó lên rồi nhá đấy, còn nếu các bác muốn cho to thì các bác nhìn thấy cái mũi tên nó chỉ sang bên tay phải của em này này đấy, thì đây các bác giữ lì cho em, giữ lì thì nó sẽ đẩy cái hết cao lên to lên nhá đấy, còn các bác muốn cho nhỏ thì các bác lại giữ lì nút bên nó chỉ sang bên tay trái này, còn nút bên tay phải nó sẽ cho to lên nhá. Còn cái khe này ví dụ các bác có điện thoại thì các bác dắt vào đây. Đấy, ví dụ các bác có con điện thoại các bác dắt nó vào đây đấy, các bác để vừa nghe nhạc này, vừa nghe nhạc vừa để điện thoại ở đây này, vừa xem video thì ok luôn nhá. Đây em sẽ mở loa và kết nối với bác coi này, thì các bác cứ vào trong cái phần cài đặt này, các bác tìm đến cái phần Bluetooth này đấy, sau đó các bác tìm trong cái mã loa sẽ là XM520 này, đấy nó hiện lên luôn này, các bác bấm cho em đó vào luôn nhá. Thì đây bây giờ em sẽ test nhạc các bác coi luôn đây nhá, đây em sẽ mở test loa bác coi nhá, đây các bác cùng nghe này. Đấy, có đây không? Nghe bass rất căng luôn nhá. Con này các bác phải nghe thực tế ngoài các bác mới cảm nhận được. Con này cái bát nó đập đâu đấy luôn. Đấy bát đập ra bát mà chét, nghe ra chét luôn. Nghe rất hay nhá, nghe rất hay luôn, mà cái này em bán khá nhiều rồi. Các bác rất là khen luôn, có những bác mua đến con thứ hai, con thứ ba luôn. Bán rất chạy nhá, mà nghe rất hay. Đấy nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe rất ok. Đấy không cần phải dây dợ gì nhằng nhá. Nó là dòng loa sạc tích điện nhá. Khi mà hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc, và khi mà sạc đầy rồi thì các bác lại di chuyển mọi chỗ mọi nơi các bác nghe. Đấy giờ là các bác nghe phòng, nghe nhạc bolero, nhạc vàng. Đấy, nhạc rất ok luôn. À nghe rất ok luôn. Đấy, đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn này, phần vỏ gỗ ngoài vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy vừa làm đề dùng đồ đề co trang trí này, vừa làm đồ nghe nhạc như cũng chưa ok luôn nhá các bác nhá. Đấy rất ok. 250.000 một con thôi. Đấy 250.000 một con, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ già. Đấy, mã sẽ là XM520 nhá. Các bác kết nối thì tìm cái mã tên sẽ là XM520 là các bác tìm cho em là ok thôi. Đó, nghe nhạc rất hay. Đó, đây các bác cùng thẩm lại với em một chút nữa này. Đấy, cái bát nó đánh rất sâu ạ. Bát nghe đánh rất sâu mà chắc nó đánh nó rất là rõ ràng nha các bác nhá. Rõ ràng rành mạch, đánh rất đều luôn. Ở đây. Ok. 250k nhá, lên mã thì em sẽ được cái sản phẩm loa gỗ dài có sạc tích điện nhá các bác nhá, có sạc tích điện. 250.000 một cây thôi. Giá rất bình dân mà nghe rất ok. Đó. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, các bác bảo ship là cho kết nối nha, thử thoải mái luôn cho em luôn. Đấy, nói chung là đảm bảo là các bác ưng luôn. Nghe rất thích nhá. Đó, 250.000 một cây. Mã sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã dầu Swarovski dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy có cầu thủ Song Min nhá. Đấy, làm đại diện thương hiệu rất ok. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi các bạn. Đấy và hàng thì nói với bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Nhiều khi các bác cứ bảo là dầu giá nó cao các thứ rồi. Đấy thì hầu như là toàn hàng nháp ạ. Đấy, hàng chuẩn chính hãng là phải có cầu thủ Song Min này thì mới là hàng chuẩn chính hãng nhá. Đấy và cũng rất nhiều bác hỏi bên em là có cái dầu nào có cái cầu thủ Song Min không, cái cầu thủ bóng đá không, thì đây đấy chính là nó đấy nhá, chính là nó đây. Đấy, dầu nóng Swarovski Hàn Quốc nhá, các bác đang đau nhức cơ, đau nhức xương khớp này, đau cổ vai gáy này, đấy, các thứ rồi đấy, thì các bác bôi cho em cái lọ này vào rất ok luôn. Hàng này có hạn sử dụng lên đến là 2027 nhá, 2027 nên là có yên tâm nhá, hàng bên em lấy hàng đét mới luôn đấy. Đấy đây em sẽ bóc cho bác một hộp này đó. Một cái lọ này thì một chai này sẽ có dung tích là 100ml, hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới nguyên hộp đây, 100ml, mùi rất thơm.
các bác bốc ra mùi rất thơm nhá, mùi rất thơm. Đấy, và đây ở đây nó có một cái thanh lăn này. Đấy, thì khi mà các bác bôi xong thì các bác dùng cái thanh này các bác lăn. Đấy, lăn massage để cái dầu nó thẩm thấu vào được tốt hơn nhá, được tốt hơn. Đấy, các bác dùng cái thanh này các bác lăn rất ok. Đấy, một chai này là 100 ml, các bác bôi cũng khá là lâu đấy. Đó. Chuyên để các bác đọc đau nhức xương khớp, các bác bôi cho. Đấy, dầu nóng của cậu thủ Song Min nhá. Em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái dầu nóng Hàn Quốc của cậu thủ Song Min. Giá thì bên em đang gửi bác một cái lọ này, một hộp này sẽ là đi 80.000 các nhá, 80k. Dầu nóng Hàn Quốc Song Min nhá, 80k một hộp nha. Giá rất bình dân thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng nhá. Mua về cho người già, ông bà bố mẹ này mình dùng rất là nhạy luôn. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Các bác cùng coi này. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều ạ. Đặc biệt hiệu quả, nó làm giảm các cơn đau nhức cơ, khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là nó làm xóa, nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải. Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy, thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất là ok, đặc biệt cho những người lớn tuổi dùng rất hợp lý luôn. Đó. Giá nó sẽ là 80k nhá. Lên mã em sẽ là cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nha của cậu thủ Song Min. Hàng cam kết bác là hàng chính hãng luôn. 80.000 một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc nha, 80k một chai. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái combo 5 miếng bọt biển. Đấy, cái bọt biển thì để làm gì thì cái này để chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, ví dụ như là đầu hàn của bác nó bẩn hoặc là nó thiếc các thứ nó bám, nhựa thông nó bám lâu ngày nó bám nó bị sét các thứ vào. Thì các bác mua trăm cái miếng bọt biển này về các bác ấy nhắc quá nhá, các bác vệ sinh cho nó sạch sẽ đi để khi mà các bác hàn nó sẽ dễ hàn, và thứ hai là hàn nó nhanh. Đầu hàn đôi khi các bác để nó bẩn quá là nó, thứ nhất là nó nóng, nó không được nóng, nó không đạt được cái nhiệt độ tối đa, và thứ hai là để nó bẩn là nó hay bị các bác hàn nó không được ăn chân, mà không ăn chân. Đấy, thì các bác mua trăm cái bộ combo 5 miếng nha, 2, 4, 5 miếng này nhá, 5 miếng bọt biển nha, giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Bên em bán là bán theo combo là 5 miếng một nhá, không bán lẻ một miếng nhá, vì giá nó rất là bình dân rồi, giá nó siêu rẻ rồi, nó chỉ có 15.000 thôi, mà 5 miếng bọt biển về các bác mua một lần này, 5 miếng về các bác vệ sinh ra đó. Combo 5 miếng bọt biển nhá, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn, đầu hàn các thứ này. Đấy, thì một cái combo 5 miếng nha là 15.000 nhá, 15.000 cho một cái combo 5 miếng bọt biển, 15k cho 5 miếng một combo. Tiếp theo thì lên luôn một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu, báo giá bác luôn là 20.000 cho một cái combo nha. Nó bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, bán theo một combo 5 cặp một nhá, không bán lẻ một cặp nhá, không bán lẻ một cặp. Lưu ý cho em là những cái hàng giá rẻ này bên em bán theo combo là cứ theo combo, là ví dụ như là 5 cặp hoặc là 5 miếng. Đấy, thì đây, cái này bên em sẽ bán theo combo là 5 cặp một nhá. 5 cặp một thì nó sẽ gồm có là một cái cặp đầu đỏ và một cái cặp đầu đen nha, một cái kẹp đỏ và một cái kẹp đen. Đó, thì đây là một cặp này. Đó, thì một cái combo sẽ gồm có là 5 cặp, 5 đỏ, 5 đen thì tổng là 10. Đó đây. Đó, đây. Về các bác xài nhá. Cái này thì về các bác dùng để mình đấu dây này. Đấy, ví dụ xong là đó các bác ví dụ hàn chế rồi các bác kẹp vào những cái con mạch các thứ này, rồi là kẹp vào những cái phần dây dẫn các thứ này, để dẫn điện đến lúc các bác test đồ này, anh em thợ thuyền chế cháo này. Rồi là các bác sử dụng rất là hay luôn. Nói chung là cái này về dùng nhiều việc nhá. Đấy, về rút dây này ra, sau đó là các bác kẹp cái dây vào đây này. Đây nó có cả phần kẹp dây. Hàng thì khá dày dẫn nó chắn luôn. Đấy, dày dẫn nó chắn lắm. Và cái lực kẹp nó rất là khỏe, kẹp chặt lắm. Con này kẹp ok quá. Mà hàng này hàng em cũng tuyển bán nhiều về, thấy nó cũng chắc chắn, lấy nhiều về bán cho bác. Thì sẽ bán được combo là 5 cặp 1 nhá, 5 cặp 1 nha. Giá của nó sẽ là đi 20.000 nha, 20.000 cho một cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá, kẹp cá sấu. Đấy, cái kẹp cá sấu nha. Kẹp hình dạng cá sấu là 20.000 cho combo 5 cặp một. Đấy, 5 cặp là bao gồm là
10 cái, 5 cái trắng, 5 cái đen, 5 cái đỏ nhá. Về các bác đánh dấu, các bác hay xài những cái điện một chiều điện AC thì các bác đánh dấu vào cực âm cực dương cho nó dễ phân biệt nhá. Đấy, combo 5 cặp kéo bán số 20.000. Sản phẩm tiếp theo thì đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này, thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Về các bác đo nhiệt độ, ví dụ như đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước này, đấy, rồi nhiệt độ sữa sần các thứ ra. Ví dụ các bác nhà có con nhỏ mình đo nhiệt độ sữa nhá. Đấy, xem đủ nhiệt độ chưa để cho các cháu uống này, rồi ví dụ như là nhiệt độ nước xem đạt đủ nhiệt độ chưa. Rồi ví dụ như là thức ăn các thứ là các bác sử dụng nhá. Đây, cái con này rất là hay là nó có một cái đầu nhọn này này. Ví dụ là đây là cái đầu nhọn này. Ví dụ như là những cái thức ăn bên ngoài thì có khả năng là chín rồi, nhưng các bác muốn kiểm tra nhiệt độ bên trong nó đủ nhiệt độ để nó chín chưa thì các bác lấy cái này các bác xiên nó. Đấy, xiên xiên thẳng nó vào. Đấy, đây nó có cái đầu nhọn, thiết kế đầu nhọn mà rất là hay. Sản phẩm này thì đây rất dễ xài thôi. Ở đây nó có một cái nút on off bật lên trong. Đấy là nó sẽ lên này. Đó. Hiện tại nó đang ở nhiệt độ F nhá, thì các bác bấm cho em về nhiệt độ C này. F là bên nước ngoài này hay xài, còn các bác bấm về nhiệt độ C thì sẽ nhảy về nhiệt độ C. Hiện tại đang là 31.9 độ C này. Đó, thì các bác đây view em đo nhá. Em nắm tay vào này. Đấy, đo nhiệt độ cơ thể luôn này. Đó, đấy, có thấy không? Nó bắt đầu nhảy luôn nhá. Đây em đang là nắm tay nó nhảy luôn này. Đấy, 32.8 bắt đầu đang nhảy đi, nhảy đi nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn. Đấy, toàn bộ hiển thị ở trên màn hình luôn. Cực kỳ là thông minh nhá. Đó, nhảy những cái nhảy dần. Đó. Con này thì nó sẽ đo được nhiệt độ là từ âm 50 độ C nhá. Đấy, cho đến là xấp xỉ đến là 300 độ C, max là 300 độ C, và nhiệt độ F là từ 58 độ F đến 572 độ F nhá. Đấy, âm 58 độ F 700, còn nhiệt độ C thì là âm 50 độ C cho đến là 300 độ C nhá. Đấy, cái này là trong khoảng xấp xỉ nhá, chứ không chính xác đâu, không chính xác đâu. Nó là trong khoảng xấp xỉ nhá. Đó thì đây. Về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, về bật lên xài. Lúc nào mà không dùng được các bác tắt đi cho em, rất ok. Đây nó có nút on off bật tắt đây này. Đấy, đây em bỏ ra tay cái là bắt đầu là nó sẽ về nhiệt độ bình thường ngay. Còn không thì các bác ví dụ các bác test thì các bác chỉ việc nắm tay vào cái là nó sẽ báo nhiệt độ đẩy lên luôn này. Đấy, có nhìn này. Đấy, nó báo nhiệt độ nhảy luôn nhá các bác nhá. Rất là thông minh luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Cái sản phẩm thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một sản phẩm nhé, 40.000 thôi. Về các bác đo rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, các bác cần đo dùng cái này rất hay. Que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ giá sẽ là 40.000 nhé, 40.000 một cái que đo nhiệt độ nhé nhé. Tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng này. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng để các bác về sử dụng này. Đấy, về các bác sử dụng để các bác dùng rất nhiều việc luôn. Con này thì nó có thể là bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, đây nó có cái phần khe để các bác tuốt dây nhá. Đấy, rồi là có phần cắt kẹp các thứ này rất hay luôn. Đó, con này thì cực kỳ là chắc chắn, có phần tay bọc cách điện về các bác sử dụng làm điện làm đóng ngon này. Nó có cả cái phần lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ mở ra vì nó có phần lò xo trợ lực này. Kìm thì rất chắc chắn luôn. Toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn. Đây. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, hàng bãi Nhật rất xịn sò ngon lành luôn. Cái này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em ok luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, làm điện làm đóm sử dụng gia đình. Rồi anh em thợ thuyền dùng con này cũng quá ok. 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, 100.000 một cây nhá. 100.000 một cây. Giá quá bình dân, hạt rẻ mà dùng rất ok luôn. Sử dụng mà gia đình thợ thuyền dùng hết luôn nhá. 100.000 một cây. Giao giấy hàng bãi thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác quá nhá. Đấy, vẫn còn hàng này. Đấy, và hàng tiếp tục lại về lô mới luôn này các bác này. Rất chắc chắn và ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng để cắt giấy, dọc giấy, cắt đồ đạc các thứ như mình rất ok. Giá là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây giao giấy nhá. Bên em bán lẻ một cái cây giao giấy này là 10k nhá. 10k một chiếc. Còn các bác lấy 5 chiếc thì em sẽ tính cho bác giá là 40.000. Đấy, combo 5 chiếc thì giá sẽ là 40k. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 một chiếc nhá. Nói chung là nếu mà các bác dùng nhiều thì nên mua theo combo 5 chiếc một, giá sẽ tốt hơn. 5 chiếc là 40.000. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn ok luôn. Xịn sò ngon lành nhá. Đấy, xịn sò ngon lành. Trơn tru này. Về các bác nếu mà các bác muốn mua lưỡi thì bên em sẽ có bán lưỡi, tí sẽ quay lưỡi cho bác coi. Đấy, còn cái này là nguyên dao không. Một chiếc là 10.000 nhá, còn 5 chiếc là 40.000. Lên mã nha, sẽ cây dao giấy hàng bãi nhá. Trơn tru ngon lành. Về các bác sử dụng cắt nhiều thứ lắm. Nói chung là rất là cần, nhiều khi rất là cần. Mình cắt đồ đạc, cắt dây điện đấy đó này. Ví dụ ok, rất nhiều việc luôn. Một chiếc 10.000, 5 chiếc 40.000 nhá. Lên mã nhé, sẽ là dao giấy hàng bãi Nhật. Đây nhá, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao giấy không? Có luôn nhá. Đấy, lưỡi dao giấy cũng của hàng bãi Nhật này. Đấy, Yamamoto nhá.
Một hộp này là 10 lưỡi dao. Đấy, dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén luôn. Đây. Đấy, một hộp là 10 lưỡi nhá, 10 lưỡi về các bác xài thì thoải mái luôn. Đó đây, 10 lưỡi về xài thoải mái, cực kỳ sắc bén. Nhìn rất là sợ luôn, sắc lắm. Đây, đấy, 10 lưỡi về các bác xài nhá, thép SK5 cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Dòng lưỡi dao hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Cái này đi bán giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ cái hộp 10 lưỡi dao giấy nhá, hộp 10 lưỡi dao giấy. Giá thì một hộp này sẽ là 10.000 thôi các bác nhá, 10.000 thôi. Bán nhanh cho bác dễ mua. Lên mã em sẽ cái hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá, 10.000 một hộp lưỡi giấy 10 lưỡi này, còn dao thì đang bán là 10.000 một cây. Lấy 5 cây 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích điện, cái phích điện âm này, phích cắm âm này về các bác xài này. Em sẽ bán ở combo là 3 chiếc một nhá, 3 chiếc một thì giá của nó sẽ là đi 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm nha. Về các bác chỉ việc đấu dây và sau đó các bác xài thôi. Ví dụ như là những cái thiết bị mà nó có sẵn dây rồi, bây giờ mà các bác cắt đi để các bác đấu nối thêm thì nó rất là, sau này ví dụ mình có sửa chữa nó rất là khó. Thì đây, ví dụ như đây, một cái dây em đang có sẵn phích như này rồi, mà bây giờ ví dụ các bác cắt ra để các bác đấu nối tiếp thì rất là khó. Các bác mua cho em cái này về để đấu vào cái dây mà nó đang chờ sẵn đây rồi, thì ví dụ cái thiết bị ấy các bác cắm cho em cho. Đấy, các bác lựa, các bác cắm đây, thế là xong, là mình có cái là mình đỡ về, thứ nhất là mình đỡ phải cắt dây, mà thứ hai là sau này mình có tận dụng cái này thành một cái ổ khác để các bác cắm những thiết bị khác cũng ok luôn, rất là tiện dụng nhá các bác nhá, rất tiện dụng, rất là hay đó. Thì lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nhá các bác nhá, phích cắm âm. Đấy, thì sẽ bán nó combo là 3 chiếc một nhà là 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm các bác nhá. Đấy, combo 3 chiếc là 20.000. Đồ đo vạn năng. Đấy, báo giá bác luôn là 170.000 một cái này. Đấy, 170.000 một cái. Sản phẩm này thì hàng mới như hộp nhá, hàng mới như hộp thì sẽ có giá là 170.000. Con này thì nó là toàn bộ là auto hết luôn, toàn bộ auto luôn. Các bác không cần phải là vặn nút hay tinh chỉnh hay như nào cả. Về các bác chỉ việc là tháo cái nắp này ra, sau đó lắp cho em hai viên pin mà. Đây nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ này. Đấy, về các bác tháo ra, lắp hai viên pin mà, sau đó là các bác đo cho em thôi. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng, đo thông mạch này, rồi là đo ôm này, đấy, rồi là đo điện AC DC, đo hết luôn, mà các bác không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì cả bác. Đấy, không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì nhá. Đấy, thì ở đây các bác lắp pin vào. Đấy, bấm cái nút nguồn giữ lì cho em là nó sẽ hiện lên này. Đấy, thì giờ em sẽ test các bác luôn nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, ví dụ như là cái điện 220 này, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là tự động là nó sẽ nhảy luôn, không cần phải ấy. Đây có nhìn này, đấy, đây tự động nó nhảy đây này, 231 đây này, đấy, 231V nữa nhá. Đấy, tự động là nhảy sang điện AC luôn, có nhìn này, đấy, trên màn hình là điện AC. Còn ví dụ như đây em cắm vào cái bình ắc quy nhá, đấy, cắm vào cái bình ắc quy này, đây, đấy, các bác không cần phải là xoáy chiếc cái gì cả, chỉ việc các bác để thôi. Đấy, cái này là cái ắc quy nhà em nó đang sụt dòng này. Đấy, nó còn 6.84V này. Đấy, nó báo luôn là cái điện DC nhá. Đấy, DC tức là điện một chiều, còn AC tức là điện xoay chiều nhá, nó báo luôn. Đây, ví dụ như đây em cắm luôn cho bác vào một cái viên pin này, pin 9V này. Đấy, cắm luôn. Các bác chỉ việc cắm cho em thôi. Đấy, cắm đây này, nó lên điện áp nó báo luôn này, 10.16V này này. Đấy, cái pin này là pin 9V nhá, pin 9V. Đấy, còn ví dụ như cái pin này viên pin 12V này. Đây, em chập vào em kẹp luôn đấy nhá. Đấy, nó rất là hay, là các bác không cần phải vặn viếc gì cả, chỉ việc là các bác bấm vào sau đó các bác đo thôi. Đấy, đây nó lên luôn này, 12.54V này, báo DC luôn nhá các bác nhá, báo DC luôn. Nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho bác nào mà không có kiến thức về những cái đồng hồ chuyên môn như này này. Đấy, ví dụ như cái con kẹp dòng này các bác cần nhiều chuyên môn, các bác cần phải vặn đúng cái chế độ của nó là các bác mới đo được. Ví dụ như các bác đo AC hay DC các bác phải vặn đúng vào thì các bác mới đo được. Đấy, như con này là không cần, chỉ việc bật máy lên sau đó là các bác muốn đo cái gì các bác chỉ việc là dí vào là các bác đo thôi, cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cho bác nào không chuyên nhá, đặc biệt cho bác nào không chuyên và không có kiến thức về điện đóm thì các bác mua cho em con này. Đấy, về các bác đo dòng điện, đo điện trở này, đấy, rồi là đo ôm, đo điện đi, đo điện AC DC, rồi nó đo được cả nó gọi là đo dòng nhá. Đấy, đo dòng, đo A thì tí nữa sẽ ghép một video mà để các bác test này. Đấy, và con này nó có cả báo cảnh báo thứ này, báo dòng điện này. Đấy, ví dụ các bác giữ này, đấy, các bác dí đây nó sẽ liên tục này, đấy, nó kêu này. Đấy, cái này đang báo là có điện này này, đấy là dây có điện nhá các bác nhá. Đấy, nó kêu tí này. Đấy, rồi là ví dụ là các bác muốn đo thông mạch nhá, các bác muốn kiểm tra thông mạch này thì các bác sử dụng, các bác ví dụ này là kiểm tra dây nó có đứt hay không. Đấy, các bác chập hai cái này vào nhau. Đấy, nó kêu tít tít tít. Đấy, cái này đang đo thông mạch này. Đấy,
đo tung mạch này là như nào. Ví dụ như đây, các bác có một cái sợi dây điện như này và các bác kiểm tra là xem nó có bị đứt đứt ngầm hay không nhá. Đứt ngầm hay không thì đây một đầu các bác dí vào đây chưa. Đấy là các bác kiểm tra cái dây bên này này và một đầu các bác dí vào đây. Đó, dí vào đây. Đó, thấy đây không? Đây dây này là vẫn như đồng hồ đang kêu là vẫn ngon lắm nhá. Đấy còn ví dụ như em dí nhầm bên này. Đấy là nó không kêu. Đấy, không kêu tức là các bác đang dí nhầm bên. Còn nếu mà nó kêu thì là dây là không bị đứt nhá. Đấy, dây không đứt. Đấy ví dụ các bác kiểm tra thông mạch cũng rất ok. Nói chung là con này nhiều chức năng lắm. Đây, em sẽ ghép một cái video thực tế vào để các bác cùng xem video này và các bác hiểu về cái sản phẩm này luôn nhá. Và giá của nó cũng bình dân thôi, nó chỉ có 170.000 một cái. Về các bác đặc biệt các bác không chuyên về điện đóm rồi là các bác sử dụng gia đình nha. Cần một con đồng hồ đo vạn năng, đo nhiều thứ thì các bác mua cho con này 170.000 một con nhá. Đây em sẽ ghép một cái video thực tế và các bác xem thực tế cái sản phẩm nhá. Cái video này em ghép thì có thể là nó hơi dài thì bác nếu mà các bác biết về cái đồng hồ rồi thì mình có thể là tua qua nhá để qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn đây em ghép cái video này vào để cho nhiều bác là chưa biết về cái mã đồng hồ này thì các bác có thể xem cái video và nắm rõ hơn về cái sản phẩm này các bác nhá. Tại còn nói thì nó trình bày nó nhiều lắm thì em ghép video vì em quay trước rồi, em ghép vào cho nó nhanh thôi nhá. Đấy, đây các bác cùng đón xem video nhá. Đó, sau khi mà các bác xem video xong rồi thì báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đo vạn năng, đo auto tự động hết các bác nhá, tự động hóa hết luôn là 170.000 một sản phẩm nhá. 170.000 một cái mã sản phẩm đồng hồ đo vạn năng nha. Auto toàn bộ tự động hết luôn, không cần phải tinh chỉnh cái gì cả, 170k một sản phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng về đồng hồ đo, nhưng mà con này là chuyên sâu hơn nhá, dành cho các bác nào chuyên về anh em thợ thuyền. Đấy, rồi ví dụ là các bác sửa chữa điện lạnh này, điện tử này thì các bác xài này cho em. Con này thì nó chuyên môn hơn, con này thì nó cầu kỳ hơn, nó nhiều chức năng hơn và cũng tinh chỉnh được nhiều thứ hơn nhá. Đấy, tinh chỉnh nhiều thứ hơn. Đấy, on off này thì các bác xoay cho em này. Đấy, đo điện AC này, điện DC, điện V này, đo hẹc này, đo con này nó đo được cả nhiệt độ nhá. Đấy, đo được cả nhiệt độ đầy đủ hết luôn. Rồi ngoài ra thì kẹp dòng nhá, kẹp dòng thì các bác chỉ cần là đo thì các bác kẹp dòng vào đây là các bác kẹp là các bác đo được cả dòng này, có phần màn hình hiển thị trên này. Đấy, còn đây là dây kẹp đầy đủ luôn, một bộ sản phẩm đầy đủ các bác nhá. Rồi đi kèm là cái con này là nó có cả một cái dây. Đấy, cả một cái dây để các bác đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ thì về các bác rút cái dây này ra, sau đó các bác cắm cái dây đo nhiệt độ vào và các bác đo. Đấy, đo, cắm dây đo nhiệt độ các bác đo. Đi kèm thì nó có cả một cái dây đo nhiệt độ nha. Đấy, để các bác đo nhiệt độ này. Đấy. Còn nữa thì đây có cả đi kèm cho các bác một cả một cái túi đựng. Đấy, cả một cái túi đựng luôn nhá. Cái mã này thì nói chung là chắc nhiều bác biết về cái mã này rồi. Con này thì quá ok. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ nhá, thì về các bác tháo ra sau đó các bác lắp cho em hai viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài thôi. Đi kèm nó có cả pin luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác đo nhá. Đấy, đo thông mạch rồi là đo hẹc này. Đấy, đo AC DC. Nói chung nó có đo con này thì nó nâng cao hơn các bạn, nâng cao hơn, đo chuyên sâu hơn và nó chọn chọn cả các chế độ này các bạn này. Đấy, chọn cả các chế độ hết luôn nhá các bác nhá. Đấy. Chọn các chế độ. Nói chung là em cũng không phải dân điện chuyên điện nên là thực ra cái con này thì em cũng chịu luôn. Đấy, con này chỉ dành cho bác nào chuyên thôi, chứ còn bác nào không chuyên thì nên mua cái con đồng hồ vạn năng đầu video vừa giới thiệu ấy. Con đấy thì đo nó dễ dùng hơn, còn bác nào chuyên thì dùng con này thì thấy sướng hơn nhá các bác nhá. Đó thì con này em báo giá luôn này, con này có kèm cả cái kẹp dòng này luôn, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 230.000 một sản phẩm này. Đấy, và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ cái đồng hồ kẹp dòng nhá, 230.000 bao ship. Đây giờ em sẽ cũng ghép một cái video đo test thực tế các cái chi tiết về cái công năng sử dụng của nó, các chức năng rồi là núm xoay các thứ rồi, thì em sẽ ghép một video thực tế vào để các bác cùng xem các nhá. Đó thì sau khi các bác xem cái video đấy xong rồi thì đây thì em báo giá là nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 cho một cái sản phẩm nha, bao ship tận nhà, nó có cả đo dòng các thứ này, rồi có kèm cả cái dây đo nhiệt độ này, rồi đi kèm cả túi đựng luôn. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp này có nhá, hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất ok. Đồng hồ kèm dòng 230.000 một con, bao ship. Cái này thì dành cho em thợ thuyền, dân chuyên môn. Đấy, dùng con này thì rất là hợp lý, 230.000 một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Bộ ba đầu hàn bằng đồng này thì đây rất nhiều bác hỏi cái bộ đầu hàn để về các bác thay. Nhiều bác thì có mỏ hàn sẵn rồi nhưng mà các bác muốn mua cái đầu hàn để về các bác thay nhưng mà bữa trước thì chưa có bán, thì hôm nay bên em về tiếp đây. Đấy, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, bộ ba đầu hàn là bằng đồng luôn nhá, bằng đồng ngon luôn đấy.
Thì giá của nó thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, đây ba đầu nha. Đấy, đầu tù, đầu nhọn, đầu kiểu dạng dẹt dẹt dao này. Đấy, thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Giá của nó thì chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, 25.000 một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng. Đấy, 25.000 một cái bộ nha. Đấy, 25.000 bộ, giá rất bình dân thôi. Đấy, về các bác nào mà có mỏ hàn rồi mình muốn thay đầu hàn thì các bác mua trang bộ đối về các bác thay. Hoặc là bữa trước ấy, cũng nhiều bác hỏi mà chưa mua được thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua luôn nhá. Nói chung là cái hàng này số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, chắc khoảng tầm hơn 100 bộ thôi. Tại vì về cái lô này tranh thủ bán nhanh bác luôn. Bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, 25.000 một cái combo ba bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, về các bác thay vào cái mỏ hàn nhà mình. Đấy, rất ok luôn. 25.000 bộ nhá, bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Là gồm ba đầu. Đấy, một bộ gồm ba đầu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đặc sản của Hàn Quốc này, một cái đặc sản rất nổi tiếng tiếng đó là táo nhá. Đấy, đó là táo khô. Đấy, Hàn Quốc thì nổi tiếng về táo khô rồi. Cái sản phẩm này kết hợp với lại thương hiệu Samsung, đấy, sản xuất ra cái dòng táo khô này, hàng made in Korea này. Đấy, thì bên em sẽ bán theo hộp nhá, một hộp là nó sẽ có một bịch trong một bịch nha, đóng gói rất kỹ càng luôn, và các bác có thể mua về làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này. Đấy, rồi là các bác mua về nói chung là cái táo này ăn rất là tốt luôn, làm được rất nhiều món và ăn rất là tốt nhá. Nó là dòng táo khô nhá, táo khô. Đấy, cái này thì về các bác có thể là ăn trực tiếp luôn. Đấy, ăn trực tiếp được luôn nhá. Ngoài ra thì mình có thể là ví dụ như là trứng yến này, rồi là làm những cái món hầm này, và một cái món rất là ngon nữa đó là dành cho các bác nam, đó là ngâm rượu nhá. Cái này thì anh em cũng đang ngâm rượu, uống rất êm và rất là ngọt, dễ uống luôn. Đấy, cái táo khô thì ngâm rượu ngon lắm. Và nhiều bác hỏi em là cái táo khô này thì hạn nó còn lâu không, thì em báo cáo bác luôn là hạn nó được rất là lâu nhá. Hạn vì hàng này của nó hàng khô mà, hàng nó sấy khô, hàng sấy khô đơn dạng kiểu là sấy khô trong phòng cách nhiệt đấy, nên là thời hạn nó rất lâu đây này. Hạn của nó lên đến là 2027 nhá, 2027, nên là các bác yên tâm nhá, dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Korea kết hợp với thương hiệu Samsung cho ra cái sản phẩm nha. Đấy, nói chung là táo khô nó đặc sản của Hàn Quốc rồi. Riêng về nói về táo thì Hàn Quốc nó là cái thiên đường của táo này rồi. Đấy, táo khô, táo tươi rất ngon luôn, riêng táo Hàn Quốc cực kỳ ngon. Đấy, và táo này bên em bán rất là nhiều. Thì em sẽ bán theo hộp này có nhá, một hộp một bịch nha. Thì sẽ có giá là đi 80.000 nhá, 80.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp táo khô hoặc là bịch táo khô, các bác mua về dùng để ngâm rượu này, rồi là trưng yến này, rồi là làm những cái món hầm, rồi có thể là ăn trực tiếp được luôn. Đấy, dành cho các bác tiểu đường hoặc là cao huyết áp các thứ, giờ các bác ăn cái này rất là tốt luôn đấy. Đấy, ăn này rất là tốt luôn. Đấy, sẽ bán theo một hộp như này nhá, nguyên hộp luôn, gửi đến tay các bác là nguyên hộp nha. Giá của nó thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bịch táo khô, bên em đang gửi bác giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000 một cái hộp, một cái bịch táo khô này, 80.000 một hộp. Đấy, dòng táo khô của Hàn Quốc nhá, thương hiệu Samsung kết hợp. Đấy, nó kết hợp với lại những cái người nông dân Hàn Quốc cho ra cái thương phẩm sản phẩm này rất ok. Hạn dùng là nhắc lại các bác là đến 2027, nên là các bác yên tâm nhá, dùng cho em thoải mái luôn. Hàng là hàng date mới nên là hạn sử dụng được rất là lâu, nên là dùng thoải mái luôn nhá. 80.000 một hộp táo khô nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng kẹp Eto của Asahi. Dòng kẹp Eto là dòng kẹp dạng Eto kẹp lớn nhá. Đấy, Eto lớn, Eto 60mm này. Đây, toàn bộ thông số kích thước trên hình ảnh các bác đang nhìn đây. Đấy, 60mm nhá. Cái con này nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, rồi là chỉnh ngàm 25 này, 60 này, phần bản của nó là 60 nhá các nhá. Hàng của Asahi. Đấy thì em sẽ báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kẹp Eto lớn nhá, kẹp Eto dạng lớn. Đó, thì bên em đang bán cái kẹp Eto lớn nha, với mức giá sẽ là 190.000 một cái nhá, của Asahi, 190k một cái kẹp Eto này. Hàng này rất là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nhiều bác hỏi em là nó có nặng không, thì em nói luôn là với chiếc em đang cân là nó nặng khoảng tầm hơn 1 kg nhá, khoảng tầm hơn 1 kg đó. Nó là dạng Eto thép nhá, Eto thép rất chắc chắn luôn. Đây, đó, cực kỳ đẹp luôn này, Asahi thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn, chất lượng luôn này. Đây, các bác có nhìn này, phần ngàm này, phần kẹp bàn. Cái con này là hay của con này, nó là dạng kẹp bàn, nên là ví dụ các bác sử dụng ấy, là các bác sử dụng với các bác mang đi mang lại nó rất là tiện, mình di động được nhá, mình thích kẹp chỗ nào mình kẹp nhá. Đấy, mình thích kẹp chỗ nào kẹp thì lúc nào kẹp thì các bác tháo kẹp thì các bác xoay này, còn lúc nào các bác kẹp tìm được cái chỗ kẹp các bác kẹp vào, các bác siết nó vào, đấy nó sẽ kẹp chắc luôn. Đấy, và cái con này thì đây, cái phần mở cái lẫy ra này thì nó có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay được 360 độ rất là ok. Đấy, xoay được 360 độ này rất là ngon lành cả nhà luôn. Và đây là cái phần trên để các bác mở ngàm này. Đấy, mở ngàm nhá, rất trơn tru ngon lành luôn. Đây em xoay bằng một ngón tay, nó rất là êm.
Đó thì các bác siết vào để các bác làm những cái đồ cơ khí cho các bác siết đây để các bác định vị lại, sau đó mình hàn hủng các thứ rồi mình mài giũa rồi. Ở đây trên này nó có một cái phần góc này để các bác đe nhá. Đấy, các bác gò gõ cái này như kiểu một cái đe ấy, để các bác gò gõ rồi là các thứ rồi. Gò kiếc ở trên cái đe này. Đấy, cái phần đe này nó rất ok. Rất chất lượng luôn, đẹp lắm. Đó. Chắc chắn mà nói chung là các bác thợ thuyền, anh em sử dụng gia đình nên có một cái này đôi khi rất là cần. Mình hàn hiếc rồi mình thiết kế sử dụng mài giũa những cái đồ là mình cho mình kẹp nó chắc chắn này. Đấy, để các bác làm những đòi hỏi những cái đồ nó độ chính xác cao thì nên có một cái kẹp Eto nhá, xài rất là ngon luôn. 190 ngàn một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kẹp Eto của Asaki 190 ngàn. Nó là cái kẹp Eto dạng lớn nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em đang có cái kẹp Eto dạng linh kiện nhỏ thì 40 ngàn một cái. Còn cái này nó là dạng lớn, dạng cho anh em cơ khí thợ thuyền. Các bác dùng làm những cái đồ cơ khí thì cần những con Eto lớn nhá, các bác xài. 190 ngàn một cái nhá, kẹp Eto lớn nhá, 190k một kẹp Eto. Hàng rất là chất lượng chắc chắn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp nước giặt của Nhật này, hộp nước giặt 100 viên của Nhật nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Một hộp nước giặt này là 100 viên nhá, về các bác dùng để xài. Đấy thì bên em sẽ bán theo túi lẻ hoặc là bán theo cả hộp nha. Thì em sẽ báo giá hộp trước này. Một hộp này là 100 viên thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên. Đấy, hộp nước giặt 100 viên nhá. Cái này nó có kèm cả giặt cả xả luôn. Đấy, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng dùng rất thích nhá. Đấy. 100 viên, giá của nó sẽ là 80 ngàn một cái hộp 100 viên nhỉ. Đấy, 80 ngàn một hộp 100 viên. Đây. Đấy, 100 PCS là 100 viên này, chuyên dùng cho giặt quần áo nữa nhá. Giặt sạch mà mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, vừa giặt vừa xả kết hợp luôn. Đó, hộp nước giặt 80 ngàn một hộp. Ngoài ra thì đây. Bên em sẽ bán lẻ theo túi nhá. Thì một cái hộp này này, khi mà bóc ra thì nó sẽ có là 5 túi như này. Đấy, 5 túi này các nhá. Đây, 5 túi này. Đó, 5 cái túi nhỏ như này, nó sẽ chia sẵn ra. Đấy, thì nếu mà các bác có nhu cầu mua túi thì mình sẽ bán ở túi nhá, còn là sẵn trong hộp thì nó sẽ có là 5 cái túi nha. Thì 5 túi này thì nó sẽ chia ra là mỗi túi là 20 viên. Đây, mỗi túi là 20 viên nhỏ này thì tổng 5 túi là 100 viên nhá, tổng 5 túi là 100 viên. Thì nếu mà các bác mua lẻ theo túi, túi nước giặt đấy, mua lẻ theo túi các bác dùng ít có thể mua theo túi ấy, thì lẻ một túi nha thì bên em đang gửi bác là đi 20 ngàn một túi 20 viên nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi nước giặt này. Đấy, túi nước giặt 20 viên. Giá của nó sẽ là 20 ngàn. Đấy, còn nếu mà các bác mua theo hộp 100 viên 5 túi thì giá nó sẽ tốt hơn là 80 ngàn. Còn nếu mà mua lẻ này thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Cái này tùy nhu cầu thôi, các bác có thể cân đối mua nhiều mua ít tùy. Đấy, còn bán hộp là 100 viên là 80 ngàn, còn bán lẻ một túi 20 viên là 20 ngàn nhá. Thì nó là dạng viên nhỉ, đây cái túi em cũng đang xài, nó là dạng viên này, này. Túi em đang xài này. Đấy, dạng viên viên nước giặt này thì về là các bác một cái viên này nó giặt khoảng tầm 2 đến 3 cân quần áo nhá. Về các bác cứ vứt trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt các bác giặt nhá, hoặc là các bác có thể là các bác giặt tay thì mình có thể là lấy ra các bác ngâm nước trước. Đấy, khi mà ngâm nước thì nó sẽ nhũn và tự động là nó sẽ vỡ ra, và các bác có thể là giặt tay đều được nhá, giặt tay giặt máy đều được luôn. Đấy, các bác cứ ngâm nước cái này là nó tự động là nó sẽ vỡ ra nhé, rất là hay luôn. Đây, nó là dạng viên viên này. Đấy, khi mà ngâm nước nó sẽ vỡ ra, rất ok luôn. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và giặt khá là sạch luôn. Một túi là 20 ngàn nhé, một túi 20 viên là 20 ngàn. Còn các bác mua lẻ, mua cả hộp thì là 100 viên là 80 ngàn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên là 80. Còn lấy túi thì lên mã giúp em sẽ là túi nước giặt 20 viên 20 ngàn. Tiếp theo thì em lại về cái bộ xưởng hấp hàng thanh lý siêu thị này. Đó, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng khá là hay luôn. Đó. Cái xưởng hấp này size của nó sẽ là size 28 thì khá là rộng luôn. Đó. Em báo giá luôn nhá, một cái xưởng hấp như này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp này. Đấy, xưởng hấp nhá. Các bác có thể hấp những cái đồ trong này rất là ok. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn, 80.000 thôi. Đấy, 80.000 một cái xưởng hấp như này. Và cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây em sẽ mở ra bác xem một cái này. Nói chung là dòng này dùng ok lắm, bán khá là nhiều. Hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là dùng rất là ok. Hàng siêu thị thì các bạn yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó rất là chất luôn mà chắc chắn cực kỳ. Mà giá nó hợp lý nữa. Nói chung là hàng bên em Oblo thanh lý nên giá nó rất là tốt. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái khay hấp này. Đấy, một cái khay hấp này các bác nhá, một cái khay hấp nha. Đấy, có những cái lỗ này để các bác hấp này. Và một cái song dưới để về là các bác có nước nồi thứ là các bác cho vào đây cho em. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó là các bác muốn hấp thì các bác để lên đây. Để cái này lên đây.
Đấy, để cái khay hấp này lên, để cái xưởng hấp này lên và các bác đun nóng lên. Đấy, là các bác hấp thôi, ví dụ hấp bánh bao, hấp tôm một thứ các bác coi xem nhá. Đấy, cho đây cho và một cái vung đi kèm. Đấy, và cái này cái quay vung thì về các bác tự lắp nhá, cái này thì em quay nhanh thôi em không lắp được đâu. Đó thì có cả cái vung ấy luôn. Đấy, khi mà đậy vào rất ok chắc chắn nhá. Và cái vung này của nó sẽ là vung kính cường lực. Đấy, các bác có thể quan sát theo dõi đồ ăn một cách thoải mái luôn. Đấy, vung kính cường lực rất là dày dẫn nhá, có cả phần quay trên quay dưới luôn này. À, nếu mà các bác không muốn hấp, các bác muốn nấu canh với cái song này thì các bác bỏ trong cái khay trên này ra, bởi vì nó khi mà cái này thì các bác sẽ thành một chiếc song để các bác có thể nấu canh, nấu nước các thứ ở đây cho em ok luôn. Đấy, một trong hai luôn nhá, và mua hai thì được, mua một thì được hai luôn. Đấy, mua một được hai luôn, vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái song để các bác nấu canh nhá. Cái sản phẩm này thì nó có thể dùng được bếp từ nhá, rồi là bếp ga thứ ra. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là con này dùng bếp từ cực ngon luôn. Đấy, dùng bếp từ các thứ ra dùng thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, bếp từ bắt ngon lành luôn nhá. Đấy, bếp từ là bắt ngon lành cái con này luôn. Đó, về các bác xài thôi. Đó, một chiếc xưởng hấp rất chắc chắn luôn này. Đây, kín đáo ngon lành, về các bác hấp tôm, hấp bánh bao, rồi hấp thịt, hấp thà thứ cho để các bác hấp nhá. Ăn những cái món hấp thì nó rất là ngon. Đấy, đặc biệt là các bác ăn chay trước các thứ ra, các bác người già. Đấy, ăn nó vừa giữ được vị mà nó rất là ngon, đỡ dầu mỡ nhá. Đấy, đỡ dầu mỡ. Xưởng hấp nhá, 80.000. Đấy, hàng Thanh Lý siêu thị rất là xịn sò ngon lành luôn. Mua 2 được 1 coi nhá, mua 1 được 2. Đấy, mua 1 được 2. 80.000 một cái xưởng hấp này, vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái song dưới để các bác xài luôn. À, dòng này bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ được là dùng được hết cho em luôn nhá. Đấy, dùng được tất cả các loại bếp luôn. 80.000 một cái xưởng hấp. Tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác đó cái mã chảo của Hàn Quốc này các bác nhá. Đấy, mã chảo Hàn Quốc rất là xịn sò ngon lành luôn. Đấy, đây. Con này chảo cực kỳ to luôn, chảo nó lên đến là 32 cm nhá, 32 cm. Về các bác xài rất rộng rãi ok cho luôn. Đấy, dán nấu xào xếp đây trăm ngon lành cái nào luôn. Đấy, về lên ngay bác một cái đồ nhà bếp này. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp. Đó, báo giá luôn các nhá, báo giá luôn này. Cái này thì tại vì em đang bán giá sẽ là đi 140.000 nhá, 140.000. Các bác có lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. À, đường kính của nó sẽ là 32 cm, 140.000 một cái, giá rất bình dân mà dùng cực kỳ xịn ngon lành luôn, bán khá là nhiều từ nọ giờ rồi, bán ngon lắm, à dùng ngon lắm ạ. 140.000 một cái nhá, mới nguyên hộp nha. Đầu tiên sẽ gồm có cho bác là một cái môi bằng gỗ này. Đấy, bình thường là các bác hay xài những cái môi là môi bằng sắt các thứ, giờ là các bác hay dùng những cái chảo dính, các bác hay dùng bằng những cái sắt là các bác cào vào nó rất hay bị nhanh bong hoặc là nhanh xước cái lớp chống dính. Đấy, khi mà nó xước ấy thì các bác càng nấu là nó sẽ càng bong ra, mà khi mà bong ra thì nó sẽ mất cái lớp chống dính nhá, nên là nhà xuất sẽ gửi đến các bác một cái môi bằng gỗ này rất là đầy đủ và chu đáo luôn. Đấy, tiếp theo là một chiếc vung nhá, một chiếc vung bằng kính cường lực trong suốt nhà. Đấy, một chiếc vung này, kính cường lực trong suốt rất ngon lành luôn. Đấy, thì về các bác bắt cái phần tay cầm ở đây, nó sẽ có đi kèm cái đây là cái phần tay cầm đây này. Đấy, nó sẽ có kèm cái tay cầm luôn, thì cái này em quay nhanh thôi em không bắt được nữa, thì về các bác tự bắt này nhá, nó có đầy đủ ốc vít hết, các bác về là cứ tự bắt được thôi. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt. Và tiếp theo là đi kèm cho bác là một cái tay quay. Đấy, tay quay của cái chảo thì về các bác bắt vào nhá, đây. Đấy, tay quay chảo này về các bác để vào, sau đó các bác cũng bắt vào xem. Đấy, nó có ốc vít các thứ hết rồi, về bắt vào. Cái con chảo này thì đường kính của nó khá là to, đường kính của nó lên đến là 32 cm. Đấy, 32 cm, nên về các bác xài rất là rộng rãi. Đây các bác nhìn này, nó rất là rộng luôn, đó, nó cực kỳ rộng nhá. Đấy, về các bác dùng để xào nấu và đây cho em thoải mái luôn. Đấy, rán này, đầu tiên là rán này, trước hết là rán trước này, chảo thì trước hết dùng để rán này, thì rất hay là một cái lớp chảo này nó chám một cái lớp tráng đá chống dính nhá, rất là ngon lành luôn. Đây, tráng bên trong bên ngoài này, và cái này thì nó dùng bếp từ luôn nhá. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là dòng này dùng bếp từ nhá. Hầu như là những cái thiết bị bên em là em biết là các bác bây giờ là hay dùng bếp từ nhiều, nên là bên em sẽ lấy cho bác những cái dòng mà xài được bếp từ nhá. Đấy, con này là xài bếp từ này, bếp ga, bếp hồng ngoại này, tất cả các loại bếp luôn. Đó, đây, chảo cực kỳ chắc chắn và dày dẫn luôn và rất là to. Đấy, đầu tiên là các bác có thể rán này và xào vào đây ngon lành này. Đấy, còn ngoài ra thì các bác muốn nấu đây nấu ngon lành luôn, vì đi kèm nó sẽ có cả vung luôn, thì khi mà các bác nấu nó rất là nhanh sôi nhá, nó có vung. Đấy, đậy vào kín đáo ngon lành. Đấy, có kèm cả vung các bác luôn này. Đấy, vung viết ngon lành luôn nhá, quá xịn sò ok luôn, chất lượng. Đấy, cả vung, cả chảo các thứ, giờ cả môi đi kèm này,
tay quai này, là cái tay quai mà giá nó chỉ có 140.000 thôi nhá, 140.000 thôi, mà chảo đường kính là 32 cm nên rất là to, về các bác sử dụng nhà đông người các thứ cho em xài con này rất ok luôn đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc đường kính là 32 cm, giá đang gửi bác là 140.000 một cặp, 140.000 một cái, giá rất là hữu nghị, sản phẩm dùng rất là chất luôn, bán cái này bán từ nọ bán rất là nhiều, bán trong phải lên vài trăm cái rồi, bán rất chạy luôn. Đó, dùng rất ok. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá, keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây, keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip như này là 40.000 này, một tip keo hai phần như này là 40.000, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều, mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá, 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k, 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây
nó có một cái cổng USB này đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng nó cực kỳ ngon, xịn sò, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi nó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em, rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt đấy, một dạng đèn pin đa năng đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây, bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn, đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện, hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần, hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào, dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này, trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này. Nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá.
Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây. Các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k, giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.